Chào Minh Trần, chào anh Cao Trung Hiếu, chào chị Phương Phạm. Cái nick chào anh người miền Tây, cái nick kia bị báo cáo rồi không like được, nên anh mượn nick này Minh Trần ơi. Đêm nay trên đường thầy cũng dừng. Chào các anh chị em nhé. Chào anh Tia Nguyễn. Chào anh Tuấn Anh Trần. Chào anh người miền Tây. Dạ chào anh Cao Trung Hiếu. Chào chị Lan Hiền. Tôi đi ra vùng miền Nam khi quê hương nhà quét sạch bóng quân xâm lược. Chào anh Cao Trinh. Mấy bạn ấy báo cáo dữ quá mình không kịp làm đích luôn. Chào Thanh Tùng. Chào anh Bằng. Chào anh Tuấn Anh. Chào chị Hai Yến. Đi ta đi giữa phong miền Nam khi quê hương nhà quét dần muôn sông lường, thì tao còn chìm đông quê sạch nó đi, đời bác cũng dùng chiến công, bác kính yêu đang cùng chung cháu hành quân. Chào Phương Phương, chào Yến Ly, chào anh Dương Phạm, chào chị Giáo Phương, chào chị Bạch Yến. Chào Tĩnh Thạch, chào chị Hằng Phương. Chào Hoàng Phan, chào Thanh Tùng. Cứ hát đi. Cả hát là không có nhạc à? Hương nhà vẫn còn bông trên sông lửa, thì ta còn phải chiến đấu quê sạch nó đi. Nay bắt rồi cả non sông đáp lời. Bằng lòng ở cấm công múc trời, ôi sang đất rồi. Hãy phất cao cơ đỏ thắm tươi, ta sông lên giải phóng thành đô, phá hết bốc đồng quen sạch bốc quân xâm lược. Khi đồng nơi khi đồng, quý dành ấm no, dành lấy những mùa xuân. Bác kính yêu đang cùng chung cháu hành quân. Cảm ơn chị Bạch Yến. Bác kính yêu đang cùng chung cháu hành quân. Anh Hùng Pilot ơi, không phải là mình tranh luận với nó, nhưng mà cơ bản là những cái gì nó xảo ngôn thì mình lên mình vạch mặt nó để cho mọi người biết được, đừng có lầm tưởng bị nó dẫn dắt. Một chút xíu nữa em sẽ share cho các anh chị xem một cái đoạn clip ngắn, nó lên nó quay để nó làm một cái điều mà mọi người cứ nghĩ là nó là một cái nhà báo, nó đưa một cái tin. Dạ đúng là em cũng hy vọng vậy anh Cao Trung Hiếu. Thôi thì tại em cũng hơi trễ, em hứa là 9 giờ online nhưng mà em lại trễ rồi. Ôi làm sao vừa nãy đang ấy bị rớt xuống rồi. Không biết nữa, em tưởng là anh có hay gì. Đâu có gì đâu. Xin chào tất cả các bạn nhá. Chào anh Minh Trịnh. Cũng vừa nãy lên thì nói chung mải hát quá, cuối cùng quên chào mọi người. Thì chương trình đã bắt đầu được chưa hay còn hát hò em? Thôi bắt đầu luôn nha, tại em trễ rồi, tại tranh thủ để nhường cho sống nhiên thêm xíu nữa. Nên là em mời anh chia sẻ. Nói chung là thì chương trình hôm nay mình nói về vấn đề gì đấy chưa?
Đây để em tạm thời em sẽ cho các anh chị xem một đoạn ngắn của thằng Khoa Khấm tại sao em để cái tiêu đề ngày hôm nay. Thì hôm nay vô tình nó có một cái like của nó đứng trước đại sứ quán của Trung Quốc bên Đức. Thì nó làm một cái like, thì trên cái like đó nó có nói về tại sao đến ngày hôm nay thì coi như Bộ Phát ngôn Ngoại giao Việt Nam mới nói về cái bãi Tư Chính, trong khi đó là cái vấn đề tàu Trung Quốc nó đi vào trong đó ngày 12 tháng 7, mà đến tận ngày 16 tháng 7 mới lên tiếng, mà không dám nói là đích danh là Trung Quốc mà lại nói là một tàu nước ngoài. Rồi đến ngày tận ngày hôm qua thì mới nói là chính danh là Trung Quốc. À, nó phân tích ở cái điểm đó. Thì bây giờ ở đây ở góc độ em thằng đứng thằng đằng thằng trước thằng cho nên thằng mình cũng đã à, cái thằng ấy tên là thằng nào Dương? Lê Đăng Khoa, thằng Khoa Khấm á, thằng Khoa Khấm À, á. rồi À, rồi nên mình phân tích lại cái nó, rồi cái mấu chốt của nó là ở đâu, và cái vấn đề mà những thông tin nó đưa là có ai kiểm chứng hay không, hay là tự là người nó nói. Dạ đây để em tạm thời em sẽ xoay cái màn hình lại thì em để cho các anh chị nghe nhé. Dạ anh bàn chờ em xíu nhé, em sẽ quay cái màn hình rồi lại ok. để em. Dạ. Tiếng nhỏ quá. Rất có ảnh hưởng đối với các nước khác ở châu Âu. Chính vì vậy mà một cái tòa nhà của Đại sứ quán Trung Quốc đã được xây dựng rất lớn ở đây, và trong cái tòa nhà này theo tôi được biết thì có vài trăm nhân viên của Chào anh tòa đại Nguyễn sứ Bình. Trung Quốc làm việc. Họ làm ở những lĩnh vực Chúc về anh kinh Bình tế, đã chia chính sẻ cho trị, anh Bình. văn hóa và cả lĩnh vực về an ninh tình báo và rất nhiều lĩnh vực khác. À, Thì trong cái cái chương trình đoạn trước live này đó thì tôi cũng cũng không có đã dài. chia sẻ với các bạn những cái thông tin bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 năm 2019, khi mà cái thông tại Việt Nam đã xảy ra cái vụ việc là bãi Tư Chính của Việt Nam đã bị cái tàu của Trung Quốc vào để họ đo đạc và làm những cái việc mà vi phạm cái chủ quyền và toàn lãnh thổ của Việt Nam. Và từ ngày 13 sau đó tiếp tục những cái ngày khác, chúng tôi cũng đăng tải liên tục những cái thông tin ngay trước cửa cái tòa đại sứ quán của Trung Quốc này ở Berlin, và họ thấy rằng là những cái thông tin này là của bên Hải quân Mỹ, thì Rồi sao cũng riêng. đồng ý cho tôi quay phát, và họ đã thông báo vào với an ninh hợp tác hữu nghị và cùng phát triển. Thế nhưng mà chính vì Chào anh đột Quốc nhiên Dương, khỏe những không cơ anh quan Quốc thông tin Dương? truyền thông đứng trước cửa của quán Trung Quốc ở Berlin này đăng tải thông tin đó, thì những cái cán bộ an ninh ở trong sứ quán này họ đã gọi điện ra cho những người cảnh sát của Đức đang tuần tra ở đây. Bạn thấy phía bên kia là có cái người cảnh sát đang đứng Em nói cũng chuyện không với có mình. chia sẻ Thì lâu đâu, em chia sẻ họ một nói rằng đoạn là này thôi rồi bắt cửa đầu an mình ninh nói của chuyện chứ không cần phải nói Rồi, nhiều về vấn đề việc Bình Dương nghe sai một tí xíu. bởi thống nhất À, đứng trước anh cửa Việt Bình của quán Dương, chờ Trung xíu Quốc anh tại Việt đây Bình Dương. này, họ liên tục tường thuật về một cái gì đó. Thế là họ ra và đề nghị phải hỏi xem là anh ta là phóng viên hãng nào và tường thuật về cái gì trên mạng. Đây là những thông tin như vậy, trình bày là tôi chỉ trình bày những cái vấn đề Chào chị về Tiết Nhung. biển đảo tại Việt Nam, tại Biển Đông, do những cái thông tin mà Hải quân Hoa Kỳ cung cấp chúng tôi, Đó, và anh chúng tôi nghe cũng cái điều đoạn tra này thêm Hải về quân hai Hoa vụ việc Kỳ liên cung quan cấp đến cho Trung hắn Quốc nha. và Rồi, chút xíu mình mà tiếp tục. cái thằng rẻ rách này mà nhiều khi nó cứ quan trọng hóa cái vấn đề của nó là cái thằng rẻ rách, nó có cái gì mà về 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 ấy đúng không? Rồi, xin chào các bạn. Có Chào một quý cái sư. phóng viên người Việt như là phóng viên Đức, họ đang Chào quý sư. tường thuật những cái thông tin mà các ngài về cái vấn đề Biển Đông, nơi các ngài có cái tranh chấp với Việt Nam, và họ chỉ nói thế thôi. Nhưng mà ở Đức thì các bạn cũng đã biết với tự do. Thôi em Ok, chỉ anh chỉ nói một tí thôi. Bây giờ anh dạ nói rồi. với Bình Dương như thế này, tức là ý của nó nói là vấn đề coi như Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam từ cái hôm 12 tháng 7 đúng không? Thì mà hôm 16 tháng 4, tận 16 tháng 7 thì Bộ Ngoại giao Việt Nam mới lên tiếng. Thì bây giờ tôi nói với tất cả các bạn là như thế này này. Thì nói chung là bây giờ ví dụ là không phải là cái vụ việc chỉ cần tí 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 thôi đúng không? Thì Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng, nó có một cái trình tự đàng hoàng đúng không? Ví dụ như khi nào mà chưa lên tiếng, khi nào lên tiếng nó có phải có cái mức độ của nó, mà từ khi lên tiếng sau đó giải quyết bằng phương pháp hòa bình, sau đó giải quyết bằng phương pháp vũ lực đúng không,
thì nó phải có một cái những nấc thang một, đó là những cái. Chứ còn bây giờ ví dụ như hơi vi phạm chủ quyền cái Bộ Ngoại giao Việt Nam đã coi người gửi công hàm phản đối hoặc là người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đúng không, đã lên tiếng. Ví dụ như mình vì cái sự hòa hiếu của hai nước, ví dụ như có cái chuyện đấy thì mình cho cái tàu chấp pháp của mình ra để mình kêu gọi nó kia tất cả thứ, đúng không? Từ những đầu tiên bước đó đến bước 2, bước 3 như thế nào, mà bước nào mình lên tiếng, bước nào mình coi như là dùng tàu chấp pháp, lúc nào thì mình dùng tàu hải quân, mà lúc nào mình gửi công hàm, mà lúc nào thì mình dùng vũ lực. Đó là những cái bước của người ta, đúng không? Đấy là quy trình ngoại giao của những nước. Đấy, nó là như thế, chứ cái thằng khoa khắm nó biết cái gì. Ví dụ như cái tàu, ví dụ nó hơi chấm ở một tí, coi như là mình đã dùng, coi như là tàu hải quân ra, coi như là dùng pháo bắn rồi, đúng không? Nó phải có cái từng bước một. Đấy, cho nên là hiện nay tất cả cái vấn đề mà gọi là tranh chấp lãnh thổ ở giữa các nước xong, giữa các nước ở trên thế giới nhé, người ta đều giải quyết bằng phương pháp hòa bình, đúng không? Mà vấn đề giải quyết bằng phương pháp hòa bình không xong thì mình đến mức độ coi như là mới đánh nhau, chứ còn chúng nó thì mẹ bọn rẻ sách thì nó biết cái một cái gì nhá. Thì thôi anh chỉ lên nói vậy thôi, việc Bình Dương nó xin lên quá. Mày ngồi dưới một tí đi làm gì mà sồn sồn thế. Rồi xin chào Bình Dương và xin chào các bạn, tất cả bạn nhá. Rồi sau việc Bình Dương thì không thì nó đúng muốn đuổi anh xuống ấy. Dạ rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Hoàng. Thì nói như thế này các anh chị, thì em chỉ mở một đoạn clip để các anh chị xem thử cái cung cách khi nó đứng trước một cái tòa đại sứ của Trung Quốc ở Đức, và những cái lời gọi là khi giới thiệu lúc đầu anh các anh chị thấy không? Có nghĩa là trong khi chuẩn bị một buổi livestream mà đã nói mình là một gọi là một phóng viên, thì cái tác phong và cái cung cách nói chuyện, ví dụ chẳng hạn như em thì không nói, đúng không, em là dân thường, mình là dân cu đen thôi, thì cái chuyện nói chuyện hay là câu từ của mình bị gọi là không tròn câu chữ thì không nói gì. Còn đây giới thiệu phóng viên một bài nói chuyện của mình mà bước lên nói chuyện còn cảm thấy nó lấp lửng nữa. Anh Hùng Trần, chờ xíu nha anh Hùng Trần, để chờ Bình Dương. Hello, em Việt Bình Dương, ai đây là ta? Ai ạ? À? Trận mắt trắng. Ai ta? Ai đây? Nghe đây. Đây đây, giờ ai sao giờ? Ai sao bây giờ đây? Ai giờ? Biết em à? Biết mà Bình Dương hả? Chào Bình Dương, chào Bình Dương. Liên. Quay lại đi, chào nha anh. Đây nè, Liên à. Hello. Được rồi, chào anh, anh ta đi. Ba sọc. Đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi. Đây. Ủa đâu rồi? Anh chuyển cái màu đó. Đây. Anh nói chuyện đi. Ok, chào Bình Dương. Chào anh Diêm Đàn, bữa nay á cũng là hân hạnh vui đến xuống gặp Hà My. Thì nói chung á lâu quá rồi, anh cũng lo cái công việc em biết không. Hôm nay gặp Hà My vui quá. Thì cũng cảm ơn là anh bạn. Cảm ơn Bình Dương. Lên như vậy thì vui rồi, mà tại đang diễn đàn chờ nữa thôi. Chúc anh với Hà My vui. Đúng. Đúng rồi em. Rất là vui. Đúng không? Anh em đoàn kết nè. Bây giờ gặp Hà My vui không? Gặp Hà My vui, vui. Em chào cả nhà nha. Em xin lỗi em chào cả nhà. Em chào Bình Dương, em chào tất cả diễn đàn các anh em. Bây giờ Hà My quên, anh xin lỗi. Em chào cả nhà thân thương của em. Em xin lỗi nha, em nãy giờ em quên. Rồi đây thôi, để mà anh Bình lên để nói chuyện tiếp, kể có thời gian rồi hả? Không sao, tại đang thời gian đang nóng, anh để cái đoạn sau mình tới kia thì mình xử chuyện khác. Chào nghe chị Dương ơi, mến chào cả nhà anh. Nha rồi. Nghe em Dương, anh bữa nay anh đang ở nhà người quen rồi, lấy sợi dây gắn cho nên không biết là nghe không. Nghe không? Dạ. Nghe rõ, anh nghe rất rõ.
Ấy cho anh chào hết cả nhà ha, rồi chắc Việt Bình Dương nè, rồi Hà My nè, dân Bình Dương đi ăn nhậu mà không rủ dân Bình Dương đi, trời ơi tôi dân thủ dầu một đàng hoàng nha, ngay Bình Dương nha, vậy chơi không đi đi ăn nhậu mà không không mời anh em, không đợi kỳ quá. Anh Quốc Dương khỏe Rồi bữa không? nay nó anh khỏe, cảm ơn Dương, cảm ơn cả nhà nè. Rồi bữa nay nói về vụ khoa khám hả? Đúng rồi anh, tại vì hôm nay mới lúc chiều nó có một cái livestream của nó rất ngắn, nhưng mà trong cái livestream nó có những cái gọi là những cái câu mà mình cảm thấy rất là ngô nghê. Em thì mới vừa mở lên cho mọi người xem rồi, nhưng mà em cũng không muốn mở nhiều, em chỉ muốn mở một đoạn thôi. Rồi từ cái đó thì bắt đầu mình mới nói tiếp về vấn đề của khoa khám và những cái ngôn từ khi nó phát ra, và đặc biệt trong cái câu đó là nó nói là những thông tin của nó đưa là coi như hải quân Hoa Kỳ cung cấp. Một cái câu rất ư buồn cười, nên em muốn mở ngay cái đoạn đó lúc nãy các anh chị đây cũng đã có nghe rồi. À, thì em mời anh chia sẻ thêm, tại vì anh cũng là người ở bên Đức thì anh cũng hiểu rõ về tên khoa khám này. Thì thật tình đó, thì bữa hổm mấy cái vụ mà về cái xe VinFast Fadil đó, thì anh theo dõi, nhưng từ bữa cái vụ mà tàu của Trung Quốc á, thì cái chuyện đó anh không rành lắm, rồi anh cũng không 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 có vô, với lại với cái, anh vô anh chửi mấy tụi mà đi tán dương nó tùm lum hết phải không, nhưng mà rồi nhiều khi mình đọc mình chỉ nói được, mình chỉ viết được thôi. Anh bởi vậy anh cũng cũng tức luôn, rồi mấy bữa mấy cái clip sau này anh thấy mà anh chả anh không có thèm Dương nghe. Nếu mà đúng ra nói ra thì không biết là Dương với lại mấy bạn có thấy trên tường của anh cái anh gì mà anh gì sáng mới mới thấy ổng hồi trước là cũng ở bên Đông Đức, thì ổng biết khoa khám nó rành lắm biết không. Thì cái thằng này đó thật sự là nó chỉ là hồi xưa theo như anh viết thì anh biết ông già nó. Lúc mới qua thì nó chỉ bán chợ trời, nó cũng mới dọn về Bá Linh để mà mở cái cửa hàng bán ba cái máy tính mà tiền trong mấy cái siêu thị, với là gắn mấy cái camera ở mấy quán bán tiệm thôi. Thằng này nó chả phải phóng viên con khỉ gì hết, nó chỉ lợi dụng cái này để mà nó kiếm tiền thôi, nó lên trên YouTube để mà nó kiếm tiền quảng cáo thôi. Một cái thằng mà coi như là anh không biết nó ở bao lâu mà nó nói tiếng Đức, thật sự mà nói cái người mà người ta mà chỉ cần mà học mà mới học người ta đã phát âm được, người ta nói rõ ràng. Còn nó những cái chữ mà nó phát âm ra thật sự mà nói nó hoàn toàn nó không có biết nói tiếng Đức nữa, mà nó mà không hiểu là tại sao mà người ta chỉ mấy cái đám mà bao que chịu khó tin nó dữ vậy không biết nữa. Nó nói toàn là nó đưa lên Dương để ý thôi, không bao giờ nó có đưa những cái bằng chứng mà cụ thể mà bằng tiếng Đức hay bằng tiếng Anh, nó toàn là đưa lấy những cái tin của Việt Nam nó đưa lên không à. Rồi nó nói là mình bên một mặt là nói là mình bưng bít thông tin, mà toàn là những cái thông tin nó lấy từ Việt Nam, nó anh dám bảo đảm nó không có cái trình độ để mà dịch những cái tin tức tiếng có tiếng tiếng Đức qua bữa không. Mến chào Tịnh Thạch ha. Rồi những cái ngôn từ nó người ngay cả tiếng Việt mà nó nói nó còn bập bẹ. Một người mà nếu mà chỉ cần có mắt mà nhận xét tí xíu, nhìn mà thấy mà nó đứng mà nó nói chuyện là nó toàn nó chui vô cái góc không khóc hẻm nào không à, nó giờ sẽ dẫn người nó tới, nó đứng tới chỗ đó để cho người tạo lòng tin, nhưng mà có chỉ những người nghe khùng điên tin nó thôi. Rồi nó nói tiếng Việt thì cũng lắp ba lắp bắp, rồi nó nói như nó tự thổi phồng nó lên, giống như Dương nãy mới nói nó đưa những cái mà nó như là của hải quân rồi nữa, hải quân nào đưa cho nó, cái thằng đó là cái thằng ngu. Rồi để không biết là Dương có kết bạn với anh đó không, thì bữa hổm là cái anh quen với Chị Quang đưa phải không, thì ông đó ổng hình như ảnh cũng giỏi lắm á. Hồi trước ảnh là coi như là hình như là ảnh học về luật khoa, rồi ảnh ở trong làm cho nhà nước, là cho chính quyền Đức á, là những người mà coi như là vô Đức mà muốn xin tị nạn là ổng phỏng vấn đồ này kia kia nọ để ổng coi coi cái người này coi cái thật sự như thế nào này kia kia nọ, là ổng ổng là ổng đứng ra là ổng ổng làm cho nhà nước phải không,
thì ảnh nói chuyện rất hay, ảnh có viết mấy bài báo lên 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 này nè. Ừ, thì anh chỉ khuyên thôi, không biết là có những người mà bao que trong này không, nhưng mà khi mà nghe khoa học, mình thời đại mạng rồi, khi mà mình nghe cái gì mình phải nghe từ cái nhiều cái nguồn, mình có óc cha mẹ sanh ra, mình phải chịu khó động não để mà nghe, để mà mình nhận xét cái con người đó, mình nhìn mình thấy chứ mình so sánh được mà, tại sao mà đi nói chuyện. Thì đúng rồi, nó là thằng đánh trống la làng chứ gì nữa. Tỉnh Thạch nó chả có biết gì hết, ngay cả cái về cái xe hơi nó cũng chả biết, về cái đến vấn đề chính trị nó cũng chả biết. Anh nói là có những tụi nó hay đưa lên, nó nói là ông Phúc là trình độ học tiếng tiếng Anh không có nói tiếng Anh là được, nhất là cái thằng Hùng Lân nó cũng nói đó. Thì anh xin nhắc lại một lần nữa là những người chính trị gia không phải 200 nước trên thế giới, không phải ai cũng biết nói tiếng Anh, hay là không phải ai cũng nói tiếng Pháp. Thí dụ người ta chỉ học để người ta ngoại giao những cái sơ cấp, những chào hỏi lịch sự thôi. Còn một khi á, mà quan hệ ngoại giao luôn luôn có cái người thông dịch viên ở đó để cho người ta, là thứ nhất là về thể diện quốc gia, thứ hai á, là có nhiều rất nhiều cái từ chính trị hay là văn hóa rồi này kia nọ, chỉ có những người người ta học, người ta đại học, người ta studio rồi này kia cái nọ, người ta mới biết nói để mà không có gây cái sự hiểu lầm. Thì ngoài ngay cả tất cả trên cái phương diện ngoại giao không ai mà đi ra nói cái tiếng người nước khác, mình nói tiếng mình và thông dịch viên dịch lại để cho những cái tụi ba que, những cái đứa mà chuyên môn nó phải lên nó nói ông Phúc nói tiếng Đức không không là ủa nói tiếng Anh không bằng nó đòi thách ổng nói này, này kia bơ mơ chương trình hổm, không biết ở ở diễn đàn nào anh cũng có lên nói nó không biết là nó học tới đâu phải không, cái thằng Hùng Lân thì kiểu như lên ta đây thật sự mà nói yes or no mà còn phải quơ tay quơ chân thì người ta mới hiểu mình nói cái gì. Mà bà đặt dòm ông Phúc, thấy ông Phúc thì có biết người ta nói tiếng tiếng Anh tiếng được bao nhiêu, mà đặt lên tỏ vẻ ta đây rồi này kia nọ, thật sự mà nói nhiều đứa nó nói chuyện mắc cười thiệt. Thì đại khái thì anh biết về thằng Khoa Khấm đó thì bao nhiêu đó thôi. Thì cái bữa hổm cái bà bạn nó cũng ở bên Đức nữ, thì cũng có kết bạn, thì giờ chứ cũng biết biết cái thằng đó phải không, thì cũng kể sao anh cũng biết một phần thằng đó rồi, cái chị mới giới thiệu quen với cái anh kết bạn với anh hồi nãy, anh tên gì, Hồ Hồ gì quên rồi. Anh Hùng đó anh Hồ Hùng chứ Không, hình như Hồ phải không? Hồ Hồ Trọng Nghĩa hay gì đó. Thì để chút anh coi lại, rồi có gì anh viết cho Dương, có gì thí dụ như Dương muốn liên lạc với ảnh thì hỏi xin. Ảnh ảnh có rất nhiều thông tin, ảnh biết nhiều hơn anh nữa, tại vì ảnh ổng làm trên giờ chơi trên trong chính quyền mà phải không, hồi trước ổng 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 làm chính quyền. Thì ổng ổng biết có rất nhiều thông tin, ổng cũng viết báo cho tụi cái gì văn hóa Việt Nam rồi này kia cái nọ, ổng có đăng lên nhiều lắm, hình như anh cũng có đăng lên tường á, anh cũng chia sẻ đó. Đúng rồi, Tịnh Thạch thì ra như ngay cả anh nói là bữa ổng anh cũng lên vô cái mấy cái clip của thằng quỷ Khoa, anh mỗi câu nói của nó là anh lật tẩy nó lên, anh nói rồi anh trả lời chỉ những cái thằng mà tán dương cho nó nữa. Nhưng mà nhiều khi mình nói giống như tụi nó, cái đầu óc nó đã vậy, mình không có nó không 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 có làm sao mà thay đổi nó được, đúng không? Thì mình chỉ tiếc vậy thôi, thằng đó nó ngu rồi, nó Thật ra thì cũng nói với anh, có nghĩa là mình không phải thay đổi nó, nhưng quan trọng nhất để cho những người nghe, những người ta nhận biết được cái vấn đề gì. Tại vì anh nhớ không, là không cái thời điểm mà khi cái vụ của ông Việt Kiều Hà Lan, ông tự nhiên em quên, lại quên tên, ông nó cũng đứng. trên ông Vinh Dĩnh gì gì anh biết, anh biết. Thì hắn cũng đứng trước, là nói là đây tôi đang đứng trước tòa án, mà tòa án thì cũng có một hai người đi qua lại gì thôi chứ cũng không có nhiều người. Thì hôm nay cũng trong một cái buổi live stream hắn cũng làm như cách như vậy, thì hắn tự hắn đánh là tôi là một người nhà báo ở Đức nhưng mà là người Việt, thì cảm thấy
coi như là cảnh sát của Đức, cảnh sát để bảo vệ cái tòa đại sứ quán, họ thắc mắc thì họ lại, nhưng mà ở đây anh để anh là người ở Đức anh phân tích thêm, ví dụ như anh phân tích thêm, ví dụ anh đứng trước một cái tòa đại sứ quán hay là một cái tòa nhà nào đó, anh làm một cái quay như thế, thì với những gì anh biết được thì họ có cấm đón để mình quay hay không, hay là họ có yêu cầu cảnh sát mình đi nơi khỏi tới nơi đó hay không, hay là họ muốn hỏi mình là trong nội dung mình đang nói về vấn đề gì hay không anh? Cái đó bên này thường thường hồi trước đây thì nó cũng dễ, nó không có nói gì đó, tại vì sau này ba cái vụ mà khủng bố rồi này kia cái nọ thì trước những cái đó thì nó có cũng như nó kiểm soát kỹ hơn, thì thí dụ như thấy thì thật sự nó cũng chả có quan tâm. Thường thường ngay chỗ cả trước cái quốc hội cũng vậy, nó có cái giường bờ, cái bãi cỏ đó người ta cũng vẫn nằm bình thường, chả ai nói gì. Còn thì bây giờ thí dụ như gặp nó thì nó đứng nó quay thì có thể là công an nó tới nó hỏi làm gì thôi, chứ mà thật ra nó chả có quan tâm cái chuyện đó. Tụi tụi công an đồ của tụi của Đức nó đúng ra nó cũng giỏi, trên thế giới nó cũng biết thằng Khoa thế nào rồi phải không, ngay cả tụi nó cũng biết thằng Khoa nữa. Theo như cái anh mà nãy anh nói đó là ổng cũng biết thằng Khoa đó chứ không phải không đâu, tại vì thằng này nó bên này nó cũng người ta cũng biết cái mặt nó rồi. Ừ, thì tự nó thổi phồng nó lên để cho người ta thấy là nó hay nó giỏi, chứ thật sự chả có ai mà để ý quan tâm mấy chuyện đó đâu. Ngay ở trước tòa đại sứ, mấy tòa đại sứ tới nó giống như bình thường trên cái con đường mình có tới đó, mình cứ ngồi trước đó thì nó chả ai nói gì, chả ai quan tâm. Nhưng mà đúng rồi, đúng rồi đó, mà Nguyễn Minh Hoàng anh Hồ Ngọc Thắng á, không biết Dương anh Dương có biết không, thì vô anh Hồ Ngọc Thắng á, ảnh liên lạc với ảnh rồi này kia cái nọ, vô ảnh trên tường anh viết nhiều cái hay lắm á. Ừ dạ anh chị cảm ơn anh Nguyễn Minh Hoàng. Tại vì lúc nãy thì em vô tình thôi, em nghe thì trong đó có những thông tin, ví dụ hắn nói là Hải quân Hoa Kỳ gửi những hình ảnh này và Hải quân Hoa Kỳ cũng chấp nhận cho ảnh để hắn nói về những cái điều này. Chào kẹo. Thì ở có từng điểm rất là buồn cười. Anh nghĩ ơi, Hải quân Hoa Kỳ gửi một cái thông tin mà cái thông tin đó thì thật sự mà nói những cái gì mà hắn đang nói, hắn chỉ cầm trên một cái tay hắn photo những cái bài báo của người ở trong Việt Nam mình, trong nước không à, đúng rồi. Đúng rồi, chứ còn giống như anh nói lúc nãy, hoàn toàn không có một cái tờ báo nào gọi là của châu Âu hay tờ báo nào của Đức để nói về vấn đề đó. Để ý coi, từ xưa giờ là vậy đó, nó chỉ mấy tờ của Việt Nam nó phóng lên, nó phóng lớn thôi, chứ còn nó chả có tin tức gì đó của Đức khi này châu Âu á. À, thì chính vì ở đây mình lên mình để mình chia sẻ cho mọi người biết thêm là đây là cái trò của hắn, để hắn làm clip để hắn up YouTube mà thôi. Nên còn những cái ngôn từ hay là những cái thông tin họ đưa nó cũng xào nấu lại từ những cái thông tin nó cóp nhặt trên mạng mà các anh chị biết rồi. Trong cái buổi live đó nó có một cái hình ảnh chụp, mà cái chụp cái hình ảnh của con tàu đó là, nếu em nhớ không lầm, là năm 2014. Đó, mà nó xào nấu thành cái đó là cái bài báo là trong cái con tàu đó trên bãi Tư Chính của Việt Nam. Nè, anh thấy không? Cái rồi, thằng đó nó chỉ lừa hình người thôi, giống như cái chuyện cái xe Fadi mà bữa hổm nó đưa cái hình cái xe cháy lên, thì là cái xe đó là cái xe hồi năm 2015, là cái xe đó là cái xe hình như là xe gì chứ không phải là xe Opel nữa. Rồi tụi nó hư rồi, nó hư cái hộp số, anh coi lại rồi thì cái xe đó nó hư cái hộp số. Rồi bữa đó tụi nó biểu tình nó lôi cái xe đó ra để nó đốt, chứ không phải là cái xe mà người ta bị cháy, phải không? Nó chuyên môn nó đưa những cái hình mà coi như cũ, hình này ở đâu đâu nó đem vô nó đưa đó, thì chỉ có những người nào ngu thì nghe tin nó thôi. Chứ thật ra anh nói cái thằng Khoa Khấm nó chả có biết con mẹ gì hết. Cứ để ý rồi cứ một ngày có khi nó làm là hai live luôn. Nó chủ yếu nó làm gì, anh cũng ghi lên, anh vô trong cái mấy clip đó anh ghi, cái thằng Khoa này đó nó chả biết gì, nó chỉ có lụm tin tức Việt Nam, thêm mắm dặm muối, rắc thêm một miếng phản động lên để mà kích động người ta để mà kiếm tiền thôi, chứ chả có cái thằng đó nó chả có biết gì đó. Nhưng mà chỉ có tội nghiệp mấy dân ngu không. Ừ. Chào anh Khoa Lê. Dạ rồi, nói vậy thì để em cảm ơn anh. Ừ.
Rồi để ai lên lên đi. Ừ chứ còn thằng này lúc này anh cũng ít nghe nó, nghe nhiều khi mình tức quá mình không làm được nó, chứ nó trước mặt anh bóp mũi nó rồi cái thằng này. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, Chúc ừ, anh anh xuống Dương. Ừ. Dạ. Chào anh Khoa Lê, anh Hùng Hùng Pilot ơi, anh cho Dương xin cái ok đi anh. Chào anh Khoa Lê nhé. Đúng rồi Trần Tấn, cơ bản là thằng này nó lên nó diễn sâu quá đúng không? Nó đứng trước một cái tòa nhà của Đại sứ quán Trung Quốc. À, thì nó nói lên điều đó, thứ nhất là gì? À, hắn chọn cái gọi là cái view cho nó tương đối đẹp. Cái thứ hai nữa là hắn đứng để hắn cái bàn nói chuyện hắn có vẻ để thêm phần long trọng chút xíu thôi, chứ thật sự ra mà nói nếu như một người mà tinh ý chút họ nhìn họ sẽ biết ngay. Ví dụ các anh chị nhìn lúc nãy trên cái đoạn clip mà Dương chỉ quay một xíu các anh chị xem, thì các anh chị cũng nhận ra được cái sự xảo ngôn của tụi này nó như thế nào, đúng chưa? Thứ nhất là mượn một cái view để đứng ra một buổi livestream nói chuyện. Ủa anh Hùng Kali anh lại đi đâu rồi? Thôi để em mời trước anh Cầm nha, có gì anh Hùng anh vào sau anh ấy nha. Dạ. Dạ đúng rồi nè. Em chào anh. Chào chị Lý Mặc Sầu. Hello. Nghe rõ không? Dạ Ok, nghe xin rõ anh, chào giọng mọi giống người. gì? Chào mọi người ở dưới, chào Bình Dương nha. Ở đây ta đang ở. Rồi. Sao anh mới vừa chào là anh bị té xuống rồi? Anh gõ cái ok là em mời lại. Dạ rồi, em thấy anh rồi. Chào anh Nguyễn Văn Tập. Hello, Chào anh. nghe rõ hả? Đây tôi đang đứng ở đây đại sứ quán của USA. Mẹ bà nó đây, đồ má đây là cái đại sứ quán của US, đồ má. Mẹ bà nó thú gì nó nói cũng được hết trơn, toàn thằng Bình hồi nãy nói gì đồ má thích cười vậy, đồ má nó mà nói chuyện chính trị có thêm dặm muối vô nó nữa, có nêm nếm vô nó giống như nấu ăn quá vậy. Bữa nay bên bên tao trời bão, cái mưa tầm tã, thấy không, tao không có ra ngoài đường được, cho nên tao ngồi trong garage. À em là Vậy nhìn tưởng em tưởng đâu là anh đang đại quay đại sứ đó quán là anh của Mỹ hả? là Thì cái thằng trai gì đó, nhà báo gì khoa khoa trường khoa khám khoa chiến gì, thằng đó thì coi như là không còn đói gì. Thì bây giờ nó những cái bài ra báo của nó rồi bị người dân nước ngoài giống như tao, như thằng Bình nãy đã lật tẩy rồi. Thì nhưng mà cái thằng này cái máu chống cộng của nó vẫn còn, cho nên ra nó ức tấm thằng ra bất cứ những cái chuyện gì nó cũng thiêu dệt rồi, giống như trang thêm mắm đậm muối rồi bỏ phản động vô giống như trang nấu xào lên độ mà, thành ra chuyện đó là chuyện không bình, không có gì bất ngờ. Thì như tao đây đang ở tòa đại sứ gì tổng lãnh sự, cái nào lớn hơn ta, cái nào lớn hơn tổng lãnh sự với tòa đại sứ, cái nào lớn hơn tòa đại sứ, lớn hơn chứ phải không? Đây tòa đại sứ đủ mà cho America đây là đủ má, cái nào vô đây đủ má thỉnh nguyện thư chó gì đâu mà. Thì tao báo cáo vừa biết là bây giờ á, sơ sơ tao mới nói gì trên cái live của thằng gì TV, tao mới đăng lên cái bức tường nhà tao á, là ở Mỹ này nó bắt một số linh mục và một số nữ tu. Có nghĩa là mình nói vấn đề mình luật pháp nước Mỹ và luật pháp Việt Nam, và những nữ tu, những ni cô, những sư gì đó, những linh mục và những nhiều dòng tu nữ đó, đủ bị còng tay lấy dây buộc như bị buộc chó vậy đó, đủ mẹ dẫn đi. Nói như vậy để hiểu rằng luật pháp Việt Nam mình nói về vấn đề tôn giáo đó, Việt Nam mình quá ư là hiền và
mình thấy là Việt Nam mình cái về tôn giáo tự do đến nỗi mức độ quá trớn. Ở Mỹ này mình thấy ông chỉ hó hé đòi hăm he đi biểu tình là đủ dân xúc hết, từ linh mục cho đến đủ ma cha đạo rồi ma chơ đi cô gì đủ má còng tay nó dẫn đi hết, nó không có kiên nể gì hết. Thì vì cái đó mình mới nói cái điều này, tại vì đích hạ Ruby là ai mình không biết, và bạn vào đây thì chuyện một cách nghiêm túc nha, bạn nói như thế nữa lần thứ hai mình đốc bạn nhé. Tại trong cái clip của mình không muốn những cái comment mà kích động đâu, mình lóc xong rồi khi mình hết livestream mình sẽ mở ra. Ai một cái comment đó anh tâm đâu. Dạ anh cứ chia sẻ tiếp đi, giống như anh đang ngồi ở quán anh. Những cái video mà những cái bức hình và những cái tin tức mà tao mới vừa post lên trên tường nhà tao đó thì bên tôn giáo của nước ngoài kể cả thằng Mỹ thì rất là khắt khe, và luật pháp nó lúc nào nó cũng vậy, nó không có thiên vị và nó không có cái vẻ mà giống như kiểu như là chuyên nể gì hết trơn. Đó, nói vậy cho hiểu đó. Thì thành ra mình mới nói một cái điều về ở Việt Nam mình, cái vấn đề tự do tôn giáo nó thuộc dần đi quá trớn rồi, nó đi quá trớn trên thời điểm đó. Mà theo tao nghĩ hình như những cái chuyện mình lùm xùm ở trong Việt Nam mình, đầu dây mối nợ cũng do tôn giáo mà ra, từ chuyện đất đai lấn chiếm các cái rồi cùng linh giáo dân biểu tình này kia là đều do Thiên Chúa giáo làm ra hết. Mà người Việt Miền Nam vì người cái luật pháp Việt Nam mình nó đề mặt chính quyền thì họ hiền quá. Ở đây mình nhắc nhở nha, mình không có chửi nha, bạn phải nhìn nói kỹ nha. Ở đây mình chỉ nhắc nhở bạn. Dạ rồi, mời em. Thì nhà tao thì xe, nhà tao thì thôi bỏ vui đi. Có nghĩa là Việt Nam mình nói khoa khấm mà cái xe mà Việt Nam mua cả bằng cái công nghệ của BMW thì rất là good, nhưng mà giờ nó xuyên tạc, nó nói mình mua dây chuyền cũ rồi kia, thì cái đó mình làm. Mình cứ làm đi, mấy cái thằng đó thuộc cái dạng con sâu bọ mà nói là mấy con mẹ gì. Nhà tao thì bò chét có, rồi lết chịt, rồi 460, 480 có đủ. Rồi Mỹ, Nhật, chó gì luôn á, cũng có hết trơn. Rồi thành ra mấy cái chuyện nó không the, mình không có nghĩ gì hết đâu. Nhưng mà từ hồi xưa tới giờ Việt Nam mình mới có một cái ông Phạm Nhật Vượng mà làm cái kiểu này á, là coi như là một cái người rất là coi như là bứt phá. Mình rất là quan minh ổng và mình cảm thấy hạnh diện. Mình thấy hạnh diện về vấn đề coi như một người Việt Nam mà yêu nước như ổng. Tao cũng phục con sát đất luôn. Có cái gì đó tao cũng để về, tao tính tao về, tao thì thay tao về. Bên đó tao xin một cái chỗ gác gian, rồi gác gian có gây gác cổng thôi, không cần nhiều gác cổng thôi, gác cổng cho ổng tao cũng khoái rồi. Bởi vì mình cảm thấy là mình phục ổng là mình làm cái điều đó bình thường, không có chuyện gì phải xảy ra. Bởi vì thiếu trai gì những cái nơi mình phải hiểu một cái điều là ổng có tiền, ổng có của ha, ổng sẽ có thể đầu tư qua Mỹ, ổng có thể từ qua Anh, qua Pháp, qua cái nhiều. Tại sao ổng chọn Việt Nam là bị là ổng có cái tâm, mày phải công nhận cái điều đó không? Chứ ổng có cái tâm thì đương nhiên mày phục ổng thôi. Mà tất cả mọi người dù hèn, dù nghèo, dù giàu, những cái mà Mỹ không có tâm về đất nước là tự nhiên là mình cảm thấy là mình kính phục, nó hẳn là như vậy. Còn tao coi bác một cái bài nào là không biết nữa, mà nó nói cái bài tiêu chính Việt Nam mình đã bị Trung Quốc nổ súng chết 100 mấy chục người, lính hải quân của mình nợ chuyện là chuyện láo phét, chuyện phải có thiệt không, đâu có thiệt đâu, phải chuyện láo mà, phải không? Dạ đúng rồi anh. Đã nổ súng rồi tùm lum ra trời ơi, rồi chủ thứ rồi có những cái đám bên này như là Mỹ Đi Trương, Tân Thái gì đó nói là hiện giờ quân đội Mỹ đang tập trận ở Biển Đông là tiêu diệt súng đùng đùng. Nó lấy cái phim hành động của Mỹ bắn súng tùm lum tùm la, nó chiếu lên, nó nói là hiện giờ đang vậy, chuyện tào lao vậy mà đủ. Mình lên hôm qua đứa nào có biết không, lên Vạch Trần, ta hình như con Hàm Y phải. Thì Vạch Trần cái bộ mặt gian xảo nó đủ, mãi làm gì đủ Việt Nam. Ý nó nói là hiện giờ quân đội Mỹ hiện giờ đang nằm ở Đông, Việt Nam ở trong này biểu tình đi, Việt Nam ở Mỹ nó nhảy vô nó làm giống cái chuyện dẫn chơi vậy. Cùng mới làm giống như chuyện, nó nói vậy con nít còn không tin, mà đủ nó nói con nít 3 tuổi còn chưa tin, nó đủ vậy. Vậy mà cũng có những cái thằng đủ ở trong đây. Đúng rồi, thằng này nhắc tao mới nhớ, đủ mà Phạm Nhật Vượng. Dắt chân bùi rồi dạy Phạm Nhật Vượng làm kinh tế mà lại ghê, đủ má bởi tao nói thiệt, mấy cái thằng này đầu tôm cho nên gì đó, nó nói nhiều câu thiệt là đủ mà thúi không gửi được.
Được quá, tao khổ quá mẹ ơi, được quá. Tao gì tao đã, trong thời gian này đang phải nịnh bả được quá lần 100%. Có gì bà riết bà rút cái giấy phép thông công. Ê quên rồi, rút giấy phép được má visa là chết mẹ được quá không. Được quá. Đúng rồi, được quá. Nó chui toilet cho ổng, ổng chưa chắc gì được nữa ở rồi mày đặt được má chuyện nên là tụi này nó làm đứa có cái tâm hồn nó bị sao mà nó hút cần sa hay là ma túy đá hay gì rồi nó ngáo tới mức độ là khủng khiếp luôn. Tôi qua nói thành phố Mumbai. Thôi mày ơi, đâu má thành phố Mumbai. Tao không khoái những bài nhạc, tao khoái nhạc tiền chiến không à. Cười cái bài như mà anh ra chỉ mày hôm nay mày nói về chủ đề của thằng Khoa Thấm hả? Khoa Thấm thì giờ mình chỉ nói là thằng Bình nó nói quá đầy đủ rồi còn gì nữa. Chờ thằng đó thì nó ở Đức mà, tại ở địa ở Đức mà. Ở Đức thì có rất là nhiều người, có thằng gì ta, Phú Nguyễn nè, Khoa Bình nè, rồi còn nhiều người ở Đức nữa. Mấy cô nữa nhưng mà nói hết rồi. Thì mình chỉ mong là cái diễn đàn á, tại vì diễn đàn mình, diễn đàn cá nhân, diễn đàn nhỏ nhỏ không có sức lan tỏa rộng, ví dụ như chẳng hạn như là có phải chi giống như kiểu như VTV á, thì dùng cái sức lan tỏa nó mới rộng rãi hơn. Nhưng mà mình nói vậy thì có một số người bạn bè thân thuộc mình hay rồi diễn đàn thì họ biết thôi, chứ còn đa số đại dân chúng người Việt Nam mình thì họ cũng không có biết nhiều, là lý do tại vì cái sức lan tỏa của cái Facebook này nó cũng không đi đến đâu, nó không có lớn. John thì John cho nó nghỉ mấy ngày đi, tao hôm qua nó mới gọi điện thoại cho tao nè, thì tao cho nó nghỉ mấy ngày để nó tái xuất giang hồ. Nó cũng chán quá, nói chung là nhưng mà mình chán mình không có nói ra thì thiên hạ nói mình này kia nó mệt lắm, thì có nói điện thoại rồi thôi đừng có bỏ cuộc kệ đi, ở bên này chỉ còn mấy anh chị em thôi, bây giờ mày bỏ tao thì có mình tao là còn chết dở nữa. Nó kêu ok, để một phải ngồi nghỉ mà phải bữa thì em làm cho công chuyện rồi em lên. Thì cũng mừng. Rồi thì đâu có gì đâu mà nói, bây giờ tao báo cáo mày biết đó. Rồi bây giờ những cái tin gì của một cái đài, của một cái YouTube lên thì nó nói bây giờ nó đang kịch trước mớ một mớ nữa 10.000 người thôi. Nhưng mà cái đợt kỳ này tới cái đợt mới nhất cái ngày 17 16 gì đó là nó đã đưa về Việt Nam là cả mấy trăm người rồi đó. Cũng là đã trục xuất rồi đó. Bây giờ cái chính sách của Mỹ này nó đang truy lùng những người mà cư ngụ bất hợp pháp, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là những người kết hôn giả, nó phai đao ra, hình như có cái tin không biết mày coi rồi, những người kết hôn giả là nó phai đao ra, nó đuổi về hết nước hết, nó phạt tù mấy đứa đó, luật sư Việt Nam đó cũng bị luôn rồi. Thì đó là một kết hôn giả, là một là du học sinh ở lại rồi làm lậu các cái, không phải riêng dân Việt Nam ở đâu, tất cả các sắc dân, kể cả mẹ cả cái kia hết. Nhưng mà hiện giờ Việt Nam mà nó đang trục xuất như cả ngàn người mới về đợt rồi đó. Đó. Càng ngày cái sự mà có nhập cư bên nước Mỹ nó càng ngày còn càng khó khăn. Mà nói chung là người Việt mình có một cái máu gọi là cái máu giọng ngoại, nên người ta nghĩ là bên nước ngoài chắc là đây là sung sướng dễ sống. Đó tao cũng phân tích rồi, bên nhà của thằng Bằng đó. Có nghĩa là nó nghe thấy vậy mà nó thực tế nó không có đơn giản đâu. Có nhiều người qua đây vài tháng đòi bỏ con bỏ của bán nhà bán xe bán đủ rồi bán vợ đỡ con đi qua đây xong vài ba tháng nản quá rồi đi về. Đúng rồi, không lý. Ok thôi giờ anh xuống đi, có ai lên thì lên đi, rồi có cái gì hay hay thì anh lên, chứ còn cái chuyện mà cần nữa. À, cảm ơn anh. Chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ. Rồi ta đang ngồi đợi, ta ngồi tổng lên chữ quên nữa, đợi cái gì ta, đại sứ quán của Mỹ đây, đủ má khổ quá. Ok, thôi anh xuống nha. Chào Hoàng Anh. Em chào anh ạ. Em chào anh Bình Dương, chào tất cả anh chị em trên diễn đàn. À, hôm nay anh nói về chủ đề thằng Khoa Khắm mà anh? Đúng rồi. Vâng. Đấy thì em cũng xin nói một chút là em không hiểu sao đất nước Việt Nam lại sinh ra những cái con người lạc loài, những cái thằng nó tự nhục đến mức như vậy. Thật sự hôm nay mà bác Trọng xuất hiện ấy, bác nói là tôi đi các nước nào khi mà nó thì khi tiếp xúc với những cái người Việt kiều ấy, người ấy bảo chúng tôi dù ở bất kỳ nơi đâu cũng đều tự hào là những người con của Việt Nam.
Đấy, anh mà xem cái thời sự hôm nay thì bác Trọng nói câu đó và em cảm thấy rất là vui, hạnh phúc. Đúng thật, khi nhìn lại cả một quá trình lịch sử thì mình mới thấy mình rất tự hào về người Việt Nam. Chúng nó lúc nào cũng cứ nghĩ là cứ có tiền hoặc giàu có thì mới là tự hào. Con người ta ngoài cái việc tiền bạc thì người ta cần có cái vấn đề tinh thần và vấn đề lịch sử. Cái lịch sử Việt Nam là cực kỳ hào hùng. Chúng nó cũng lúc nào, chúng nó cũng tự nhục, gọi là cứ nước ngoài thì mới là tốt. Còn Việt Nam mình thì là chẳng ra gì. Lúc nào nó cũng đưa Hàn Quốc, Nhật Bản lên để chúng nó so sánh. Nhưng chúng nó không hiểu rằng cái thằng Hàn Quốc từ năm 1954 nó có bị chiến tranh từ đến tận năm 79 hay không? Nó có bị cấm vận đến năm 97 hay không? Nó có 65 năm phát triển. Còn Việt Nam mình thì chiến tranh liên miên, mỗi một mét đất của nó có bị chịu mấy trăm quả bom không? Nó có bị hàng bao nhiêu người chết, thương binh liệt sĩ mà đến bây giờ nhà nước vẫn phải kêu mang, vẫn phải nuôi và vẫn phải báo đáp những cái công ơn của liệt sĩ như vậy không? Nó là một cái đất nước mà được thằng Mỹ, nó đánh thuê cho Mỹ để nó lấy tiền, nó phát triển. Tất nhiên là bây giờ mình không nói phải nói xấu, nhưng chúng nó lúc nào cũng mang cái Việt Nam ra để so sánh với Nhật, mà chúng nó không hiểu được cái lịch sử của cái con người Việt Nam nó đau khổ và người ta đã phải vượt qua sự đau khổ mất mát tới mức như thế nào. Hôm nọ em xem một cái clip mà cái chú cựu tù nhân ở đảo Phú Quốc ấy, chú ở Nam Định, chú ấy nói mà văn hóa Việt Nam họ đưa ấy, mình mới thấy rằng cái thế hệ ngày xưa người ta anh hùng tới mức như thế nào, người ta hy sinh và người ta chịu đựng được như thế nào để có được cái ngày hôm nay. Ngày hôm nay đất nước Việt Nam bắt đầu mở mang với thế giới thì lại có những cái thằng như những cái thằng Khoa Khắm, những cái thằng gọi là ở Việt Nam thì là những cái thằng mất dạy, ăn chịu, ăn quỵt, cờ bạc nô đề, trốn khỏi Việt Nam, quay về để cắn phá đất nước. Những cái thằng ấy muốn đời chúng nó cũng bị người dân nguyền rủa. Em không hiểu tại sao này trên đời này lại có những cái loại nó lạc lõng như thế. Nếu như mà em nói thật, những người mà thực sự yêu quê hương ấy, mà người ta thấy quê hương này phát triển, người ta phải thấy vui mừng, người ta thấy hạnh phúc. Còn nếu như người ta thấy quê hương mà nghèo khổ thì người ta phải thấy đau khổ, người ta phải cảm thấy buồn và phải làm mọi cách để giúp đỡ quê hương. Chứ không phải là quê hương bắt đầu mở mày mở mặt ra một cái là chúng nó tìm mọi cách để chúng nó nói xấu, chúng nó gọi là xuyên tạc sự thật. Như cái thằng Lê Trung Khoa, một cái thằng mà phải nó là một cái nỗi xấu hổ cho cả cái dòng họ nhà nó. Không thể tưởng tượng nó xuyên tạc một cái cách gọi là rẻ tiền như thế. Em rất bức xúc với đúng. Thằng ấy. Đúng chính xác. Tại như thế này nữa, nếu để nói thì để Dương tiếp lời anh công lý như thế này. Có nghĩa khi nói đến ví dụ người Nhật, người ta rất đồng lòng khi người ta xây dựng đất nước. Trong công cuộc xây dựng đất nước, cái sức con người dân không phải là cái yếu tố quyết định nhất vấn đề đó. Còn ở đây có một số người mở miệng ra là tôi yêu Việt Nam, tôi yêu đất nước Việt Nam, tôi muốn đất nước Việt Nam. Mà trong khi đó toàn là đem những cái ngôn từ, những cái lời để mà chỉ trích và bêu xấu là chính, chứ hoàn toàn chưa hề đóng góp. Anh thấy không? Giống như hôm nay anh biết không? Nước Hàn Quốc ấy, nó giàu hơn mình, Nhật nó giàu hơn mình, nhưng nó vẫn phải nể Việt Nam mình. Vì sao? Chỉ có Việt Nam mới dám đánh Mỹ, chỉ có Việt Nam mới đánh thắng đảng Pháp, chỉ có Việt Nam mới chống lại Trung Quốc, và Việt Nam mới là người dám có thể làm được mọi việc mà nó chấn động cả cái địa cầu như thế. Còn Hàn Quốc thì sao? Họ có 65 năm để họ phát triển, nhưng họ không bao giờ tự hào về cái lịch sử của họ được. Bây giờ họ vẫn còn là một cái nỗi đau chia cắt miền Nam và miền Bắc. Họ có tiền thật đấy, nhưng lúc nào họ sống trong sự sợ hãi, vì bị chỉ sợ là miền Bắc họ đánh xuống miền Nam thôi. Lúc nào cũng là một nỗi đau dân tộc. Tự hào cái gì? Tại sao chúng ta không tự hào rằng chúng ta có những cái lịch sử hào hùng như vậy? Mới 20 năm phát triển thôi mà đất nước Việt Nam đã được cái vị thế như ngày hôm nay, đã được cả cái thế giới người ta công nhận. Bằng cái gì? Chúng ta được bầu vào cái ủy ban thường trực, không thường trực của Liên Hợp Quốc với một cái số phiếu kỷ lục. Đấy là cái gì? Uy tín của Việt Nam mình nên cao thì mới được như thế. Thì tại sao chúng ta không tự hào? Còn người Nhật à? Người Nhật họ giàu thật, họ hơn Việt Nam thật, nhưng họ phải đầu hàng Mỹ một cách vô điều kiện. Và bây giờ họ thực sự là một con rối trong tay của Mỹ. Mà Mỹ nó bắt điều quân đi đâu
kể cả Hàn Quốc và Nhật, nó bắt điều quân đi đâu là phải điều quân đi đấy. Đấy, vừa rồi nó bắt Mỹ với Hàn Quốc với lại Nhật phải điều quân đi đấy. Thì lúc nào nó phải sống phụ thuộc. Và họ không thể tự hào được khi với người dân Việt Nam. Còn đừng có mang tiền ra để so sánh. Đừng có nghĩ là lúc nào họ cũng thu nhập mấy chục nghìn họ hơn Việt Nam thì mọi cái hơn Việt Nam. Đừng có nghĩ như thế. Cái con người Việt Nam người ta sống nên từ sỏi đá. Mỗi một mét đất của cái đất nước Việt Nam này chịu bao nhiêu tấn bom? Có cái nơi nào trên thế giới này chịu nhiều bom đạn như thế không? Năm 79 vẫn còn chiến tranh, đến năm 95 vẫn còn bị cấm vận, 97 bắt đầu có băng giao với Mỹ. Thì năm 2000 mình bắt đầu phát triển. Phải tự hào chứ. Chúng ta không phải chủ quan, không phải là mình thỏa mãn với những cái mình có được. Nhưng mà mình phải tự hào rằng cái đất nước mình từ những cái nước của nó kiệt quệ sau chiến tranh. Một cái đất nước phải nói là vô cùng kiệt quệ sau chiến tranh. Nhưng để vươn lên đến cái tầm ngày hôm nay nó là cả một cái sự cố gắng. Và anh thấy ngay cái Facebook này thôi thì nó đã là một cái sự loạn xì ngầu, phái nọ, phái kia. Nhưng để lãnh đạo được cả một 96 triệu dân thì anh thấy rằng cái đảng Cộng sản này người ta khổ, người ta vất vả như thế nào. Anh Bình Dương có công nhận với em không? Chỉ cần trên Facebook này thôi thì anh đã cảm thấy đau hết cả đầu rồi. Mà để lãnh đạo người dân Việt Nam thì anh phải nói là nó đau đầu lắm. Vì 2-3 người thì phải có 10 ý chứ không phải là 9 người 10 ý nữa đâu. Mà ông nào cũng cho mình là đúng. Ok, ví dụ như bây giờ đòi đa đảng đấy, với tính cách con người Việt Nam như thế, với cái lòng ích kỷ, cái lòng sân si như thế, nghĩ khi đa đảng thì đất nước Việt Nam mình nó trở thành cái gì? Đúng, đơn giản. Đúng, chính xác, đơn giản vậy. Em chỉ nói cho anh này nhá. Em khinh thường những cái thằng mà ra khỏi đất nước, đến được cái đất nước nó giàu có hơn thì quay lại để chê bai người Việt Nam, chê bai là thế nọ kia. Em khinh thường nó, kể cả chúng nó giàu có hơn mình. Bởi vì sao? Người ta nói quê hương là chùm khế ngọt. Không, cha thì con không chê cha mẹ khó mà chó không chê chủ nghèo. Nếu như mình không may sinh ra một cái gia đình mà bố mẹ mình không giàu, cũng như nhà em này thôi, mình không bao giờ được oán trách bố mẹ, mà mình phải cố gắng để mình vượt qua, mình làm giàu bằng chính bản thân mình. Chứ không phải là cứ trông chờ rằng à bố mẹ phải cho mình tiền, bố mẹ phải đẻ mình ra là phải cho mình bao nhiêu. Những cái loại mà suy nghĩ tiêu cực, chỉ nghĩ rằng ngồi im một chỗ rồi nhà nước sẽ free tất cả mọi thứ. Những cái loại đó không bao giờ khá được. Những cái loại dân chủ cuội là những loại đáng khinh nhất trên đời. Ở trên mỗi một đất nước thì nó đều có những cái thằng phản động, những thằng đi ngược lại quốc gia anh ạ. Kể cả Mỹ, Nhật, rồi Hàn Quốc, rồi Đài Loan, tất tần tật thì nó đều có những thằng phản động. Nhưng mà cái loại phản động ở Việt Nam là cái loại khốn nạn nhất trên đời. Chúng nó thấy quê hương phát triển thì chúng nó cảm thấy ghen tức, chúng nó cảm thấy lồng lộn lên và tìm mọi cách để mà hạ bệ, như cái thằng Lê Trung Khoa chẳng hạn. Không biết là bố mẹ nó còn sống ở Việt Nam hay không, nhưng mà thực sự có những cái thằng con như thế phải em thì em từ mặt ngay. Đất nước Việt Nam có như thế nào cũng là nơi nó sinh ra, nó lớn lên, cũng là nơi bố mẹ ông bà tổ tiên nó xuất phát ở đấy. Nó kiểu gì nó vẫn là cái thằng đầu đen và da vàng, nó vẫn là nói tiếng Việt. Vậy mà nó quay về đó, nó cắn phá quê hương, nó đi ngược lại với lợi ích quốc gia. Những cái loại đó là những cái loại mà có thể nói là lạc loài trên thế gian này. Nó bị nguyền rủa bởi cả cái nhân dân Việt Nam này. Đừng có nghĩ là sang được cái đất nước tư bản cái là bắt đầu quay về để chống phá. Những cái loại như mày, mẹ Lê Trung Khoa, mày có chết đi 1000 đời vẫn là nỗi nhục nhã cho cái dòng họ tổ tiên nhà mày. Mình phải cảm thấy tự hào vì cái đất nước mình 100 năm nô lệ của Pháp. Đấy, anh xem các cái thước phim, thằng Pháp nó bảo nó sang đây để nó khai phá Việt Nam. Mà năm 1945, 2 triệu người chết đói, 90% dân Việt Nam mù chữ. Nó khai phá cái gì? Nó chỉ khai phá các cái mỏ sắt, mỏ vàng, mỏ than để nó về nó xây nước nó, chứ nó khai phá cái gì. Nhưng mà nhờ có Bác Hồ, nó về nước nó thôi, chứ nó khai phá cái vâng. Gì còn con người Việt đấy. Nhờ có Bác Hồ. Em phải nói này này, mình nói một câu này thì bọn nó lại bảo là chúng mày bị nhồi sọ. Nhưng mà mình phải nói là bây giờ để nhồi sọ mình cũng khó lắm. Vì bây giờ nó là công nghệ 4.0 rồi, tin tức mình là thế giới phẳng rồi, các cái nguồn tin tức mình đều kiểm chứng được. Cho nên đừng có nói là mình nhồi sọ được mình. Nhưng mà em phải nói, em nói thật với anh nhá,
trước đây độ hơn 10 năm khi mà mình không quan tâm đến chính trị lắm đâu, thì mình cũng có nhiều cái bức xúc và nói phải nói thật là cũng có những lúc em không thích Đảng Cộng sản, em không liên quan gì Đảng Cộng sản. Nhưng càng sau này mình càng nghiên cứu, mình càng nghe, mình càng hiểu, mình lại càng yêu, vì mình thấy họ thực sự vĩ đại. Vì họ vĩ đại là gì? Họ đứng lên từ cái bản con số 0. Anh tưởng tượng là ngày xưa khi mà Bắc Giáp thành lập quân đội chỉ có 35 người, chẳng có cái khẩu, có được vài khẩu súng, rồi là quần áo cũng chưa có, mà cũng 35 người đó đâu phải là tinh nhuệ gì, là những người dân tộc, là những người nông dân, chân đất mắt toét lên để hình thành một cái quân đội. Và chỉ mấy chục năm sau là cái quân đội đó đã đánh thắng được cả một cái đế quốc Pháp hùng mạnh. Và mấy chục năm sau nữa là đánh thắng cả một cái giặc, một cái đế quốc Mỹ mà chưa bao giờ có thế giới này có thể thắng được Mỹ ngoài Việt Nam. Và cái B-52 ấy, mình hạ được mấy chục cái B-52 mà cho đến bây giờ thế giới hiện đại phát triển tinh vi cỡ nào, chưa nước nào bắn được B-52 ngoài Việt Nam. Anh có thấy không? Đấy là một cái kỳ tích của Việt Nam. Tại sao chúng nó không tự hào về cái đó? Chúng nó lúc nào cũng cứ phải nghĩa tiền thì mới là tự hào à? 5, 10 năm nữa, 20 năm nữa thôi, Việt Nam mình cũng sẽ vượt lên trở thành một con rồng. Không hiểu là lúc đó chúng nó có quay về đây để chúng nó ăn mày dị vạng nữa không? Những cái con người mà sống, nói tiếng Việt Nam, sống trên đất nước Việt Nam, cha mẹ sinh ra ở Việt Nam mà không biết yêu cái quê hương, không biết yêu cái cội nguồn, thì những con người đó không có lương tâm, chúng nó bị lương tâm, chúng nó chó cắn rồi. Cho nên chúng nó cứ bảo là tù lương tâm, nhưng mà đối với em là tù vô lương tâm, chứ không phải là những cái thằng mà đi tù vô lương tâm và là lương tháng, ăn tiền của cái bọn chống phá nhà nước. Anh ạ, à, em thế nói ra này nhá, là bọn bên... Và anh nói đấy ạ. Ừ. Thằng trong tù nó đã không có lương tâm, cái thằng đứng cầm biểu ngữ dơ bên ngoài thì nó còn tán tận lương tâm còn gấp mấy lần trong tù. Tại vì sao? Nó chính dựng xác lên một cái chính hài xác kịch nó để cho bọn ngoài kia quyên tiền, nhưng thật sự nó cũng chỉ là một con rối để cho bọn kia dở lên một diễn kịch và bọn kia bán vé thu tiền bên kia. Bọn này giỏi lắm, chỉ dài được đồng bạc cắt mà thôi. Nhưng mà bên bọn nó không nhìn ra được cái điều đó, nhưng mà nó cứ nghĩ rằng nó như thế là nó là giỏi. Ví dụ điển hình như Công Lý mới nhìn thấy thằng Phạm Hòa Bình với thằng Chinh Lê. Thằng Chinh Lê từ Thanh Hóa đi vào tận Vĩnh Long cùng với Phạm Hòa Bình, đi vào trong một cái xã người ta mời mình mà còn đứng lên chống chế những cái điều đó. Thì những cái thành phần này, những thầy trẻ này thì ít ra nó thật nha, nếu anh ngày hôm qua mà gặp được thằng đó thì kiểu gì kiểu anh cũng phải cùi cho nó một quả tát. Bây giờ và thưa anh Bình Dương và các anh các chị này, bây giờ là thế giới phẳng, thông tin rất là đa chiều và rất là dễ để tiếp cận, từ YouTube, Facebook cho đến rất nhiều báo đài. Không có thể, đảng không có thể bưng bít được thông tin, mà tất cả người ta cũng phơi bày lên tất cả các cái báo chính thống, từ cái sốt tốt cái xấu gì là nhà nước người ta cũng đưa, nhưng người ta lựa chọn đưa những cái gì cần thiết để cho nhân dân người ta có niềm tin để người ta làm việc, chứ người ta không phải là cái gì cũng trưng bày ra. Em chỉ nói cho anh như thế này, bây giờ rất nhiều các Việt kiều như chú Cầm, như chú Phú Nguyễn, như rất như là Lancy, rồi rất 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 nhiều anh John, người ta nói về sự thật của những cái nước tư bản, người ta nói về mặt trái, người ta nói điểm mạnh, điểm yếu, và rất nhiều những cái người Việt kiều khác người ta đã lên tiếng, chứ nó không còn là một cái thế giới một chiều như cái bọn ba sọc ngày xưa nó tuyên truyền là Mỹ là một cái thiên đường mà cảm giác là Việt Nam là địa ngục, còn Mỹ nó như trên trời ấy. Cái khoảng cách đó bây giờ nó đã thực sự được ngửa bàn tay ra rồi, và không cần đi Mỹ người ta cũng đã hình dung được ra. Em chỉ nói này, mọi người có thể lên YouTube, mọi người đánh về cái cuộc sống thực của Philippines, của Thái Lan, của Indo, thì họ mới thấy giữa cái những cái thủ đô hào nhoáng của họ vẫn có những cái khu ổ chuột kinh khủng tởm. Nhưng Việt Nam mình không có đâu anh ạ. Em nói thật, Việt Nam mình có thể cái con số thu nhập GDP mình vẫn còn thua họ, nhưng thực sự cái đời sống thực sự của người Việt Nam nhá, cái số tiền thu nhập khả dụng ấy của người Việt Nam cao hơn hẳn so với họ. Đấy, mọi người cứ sang Thái Lan hoặc sang những cái nước khác mà xem, mới thấy đời sống của Việt Nam mình rất là đều, về các vùng quê của mình, nhà cửa cũng rất là phát triển, mọi thứ. Và cái quan trọng nhất là thế này này, họ không có một cái lịch sử bi tráng như Việt Nam.
họ không bị đánh giặc ngoại xâm nhiều như Việt Nam, họ không bị bom đạn cày xới như nhân dân Việt Nam, nhưng mà nhân dân Việt Nam nó oằn mình trong bom đạn vậy đấy. Nhưng ngày hôm nay chúng ta oai hùng để đứng lên, cả cái Đông Nam Á phải khuất phục trước thằng Trung Quốc, nhưng Việt Nam mình là nước duy nhất dám đứng lên chống lại Trung Quốc, và vay nợ của Việt Nam cũng không phụ thuộc vào Trung Quốc đấy. Anh thấy ông đầu tư của Trung Quốc và vay nợ của Việt Nam không hề phụ thuộc vào Trung Quốc. Trung Quốc nó còn đầu tư nhiều hơn vào Indonesia, vào Malaysia và vào Thái Lan. Còn ngược lại, mình đầu tư của mình là từ Nhật, từ Hàn Quốc và từ Singapore, từ nhiều nước khác. Thì mình nghĩ thấy rằng mình ấy là một cái đất nước mà nó có tính độc lập cực kỳ cao. Mặc dù cái em phải nói lại này, kể cả cái bãi tư chính vừa rồi em phân tích cho mọi người, Việt Nam mình cực kỳ khôn ngoan khi mà mình luôn luôn ở thế nhún nhường và tất cả là đều đàm phán trong hòa bình. Cho nên vừa rồi bọn nó cứ nói là Trung Quốc nó dồn tàu vào nó chiếm, bọn nó là xuyên tạc đấy. Thực ra mình là đặt cái giàn khoan 14.000 tấn lên đấy ở cái bãi tư chính ấy, thì bọn nó cho tàu vào, nó đi vào cái khu vực đó để nó gây khó dễ cho mình. Thì mình cũng chỉ, hai bên cũng chỉ là tàu lượn qua lượn lại. Nó đưa cái tàu hải giám của nó ra thì mình cũng đưa tàu cảnh sát biển mình ra. Mình đưa 4 tàu cảnh sát biển của mình ra để mình chặn nó lại. Thì hai bên cũng chỉ là gọi là quần nhau trên biển đi lòng vòng, chứ cũng chưa đến mức là phun vòi rồng như năm 2014 đâu. Và cũng làm gì có chuyện nổ một cái tiếng súng nào. Cho nên Việt Nam mình ấy, ngoại giao khôn chỗ này, mình lôi kéo được. Vì cái này là nó vào cái vùng lãnh thổ của mình, nên nó đang sai và mình đang đúng. Thì mình lôi kéo được cái truyền thông của thế giới, cái sự ủng hộ của thế giới. Chứ không phải những cái bọn ba sọc hơi tí là bắn đi, với này hèn với giặc, ác với dân. Mẹ chúng nó cứ anh hùng cứ về xem nào. Chưa tới cộng sản vào đến Sài Gòn đã cúp đuôi tụt quần để bỏ chạy rồi, cứ mồm to ở trên bàn phím ấy. Còn Việt Nam mình ấy, nó khôn khéo ở chỗ ấy, mình lôi kéo được thế giới vào thì cái sức mạnh của mình nhân lên rất nhiều. Còn mình đánh tay bo với thằng Trung Quốc ấy thì tất nhiên mình yếu, mình sẽ rất vất vả. Nhưng nó cũng không phải nó đánh mình một cách dễ dàng đâu. Em nói thẳng. Đúng rồi. Nhưng mình không cần thiết phải đánh, mà mình để cho thế giới nó lên tiếng là đủ. Thế đúng giới rồi, người ta lên tiếng là mình đã quá đủ rồi. Thế cần gì phải nổ súng làm gì? Ở đây mình có những cái tại vì mình không muốn chia sẻ thêm, tại vì bọn nó không biết. Giống như cái sự khôn khéo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cái sự ngoại giao Việt Nam như thế nào để cộng đồng quốc tế chú ý vào cái vấn đề Trung Quốc đang dùng cái sự uy quyền của mình để lấn chứ còn gì nữa. Cái nước chuẩn mọi. Anh ạ. Và đó là cái khôn khéo. Dù trước mình làm việc gì mình cũng dựa vào các công ước quốc tế, đúng chưa? Cái quyền tài đúng. Việt Nam mình trên Biển Đông nó như thế nào, mình phải dựa vào đó. Đó là mình khôn khéo, mình để cho cộng đồng thế giới nhìn vào. Chính xác. Đã biết thế nào. Đó kêu thay vì mình nói theo từ dân của mình là kéo gọi cái, đúng không? Để cho mọi người cùng vào lên. Chính xác. Đó. Thì em quay lại một chút này. Ngày xưa khi mà kháng chiến toàn quốc ấy, Bác Hồ đã nói là chúng ta nhân nhượng Pháp và chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng càng nhân nhượng thì chúng càng lấn tới. Thì lúc đó mình mới có cái cớ để mình phản công lại. Chứ còn bây giờ mình là một nước nhỏ, yếu hơn họ thì mình phải có sự nhẫn nhịn, mình phải có sự nhún nhường và mình giải quyết bằng hòa bình, đàm phán. Mình là ở thế đúng thì sẽ được quốc tế người ta bênh vực, người ta sẽ lên tiếng. Vì Trung Quốc bây giờ họ không phải là họ sống một mình, họ cũng phải sống phụ thuộc vào thế giới. Vì họ ngoại thương với rất nhiều các nước thì họ cũng phải nể mặt các nước, chứ không thể nào mà anh sống một mình độc lập. Chính vì vậy mà người ta làm cái gì người ta cũng cần phải có một cái sự tính toán, chứ không phải như thằng bọn ba sọc, bọn thằng Trương Trột ấy, nó đang hô là nhân dân xuống biểu tình phản đối giàn khoan 982 rồi 132 rồi là phản đối đường cao tốc. Cái tổ cha mấy cái thằng ấy, em chỉ nói thật đấy, những cái bọn ý ấy nó là bọn cờ vàng, nó chống cộng thì thì cũng đã đành vì nó là cái loại kẻ thù của dân tộc. Nhưng những cái thằng ở trong nước Việt Nam này, sinh sống tại đất nước Việt Nam này, hưởng lợi ở đất nước Việt Nam này, hưởng hòa bình đất nước Việt Nam này, mà cũng nên để nói được với chúng nó, thì những cái loại đó là loại không bằng một con súc vật. Em khẳng định những cái loại đó em không hiểu là gì. Chúng nó có thể không đồng lòng, không
với cái chính phủ này hoặc không đồng lòng với Đảng Cộng sản, chúng nó không cần yêu. Nhưng nếu như chúng nó mà không thích, chúng nó có thể phản đối bằng một cách xây dựng, chứ không phải là phản đối theo cái cách đạp đổ. Đất nước nào thì nó cũng có những cái thành phần gọi là lạc loài như thế. Nhưng mà em rất tiếc là những cái loại ở Việt Nam, những cái loại gọi dân chủ cuội, nó vừa lười, vừa tham, nó lại vừa ngu mà vừa nghèo. Thật sự đấy là một cái điều nó nhức nhối cho cả cái xã hội. Mà em nói cho anh Bình Dương cái này với tất cả mọi người nhá, có một cái đất nước nào mà dân có thể nhốt được lính không? Ở cái vụ Đồng Tâm, cái huyện Chương Mỹ ấy, năm kia mà ông Kình ấy, ông hô nhân dân nhốt cả mấy chục ông lính. Rồi cái vụ mùng 10 tháng 6 năm ngoái, anh cảnh sát cơ động phải cởi giáp trèo tường bỏ lại. Họ có phải họ thua không? Họ có thể tiêu, với cái lực lượng cảnh sát đó, họ có thể tiêu diệt kể cả 5.000 người dân, nếu như gọi là họ dùng sức mạnh. Nhưng tại sao đúng vậy? Rồi. Họ sinh ra từ nhân dân, họ phục vụ nhân dân, và chỉ có Đảng Cộng sản, chỉ có Cộng sản này thì họ mới làm được như vậy. Còn nếu như cái tình huống đó sang bên Mỹ thì đã hàng trăm người nằm xuống, hàng nghìn người nằm xuống, chứ đừng nói là hàng trăm người. Nhưng mà sao? Họ sẵn sàng cởi bỏ quần áo để đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Mấy cái ông dân tay không mà có thể bắt nhốt được 17 cảnh sát cơ động, ở nước nào làm được như vậy? Ở Việt Nam phải nói là bố quyền chứ không phải là dân quyền. Một cái thằng đi ngược chiều cảnh sát nó dừng lại, nó lập tức nó xuống nó cãi nhau với cảnh sát, nó cự cãi, nó chửi cảnh sát. Ở Việt Nam nó cực nhiều bố đời. Và ở Việt Nam phải nói nó là bố của nhân quyền chứ không phải là nhân quyền nữa. Vậy mà chúng nó vẫn còn kêu ca là ở Việt Nam không có nhân quyền. Thì em không hiểu là cái bọn ấy nó óc của chúng nó bằng bạ đậu hay là bằng đất thó. Những cái con người mà không hề đi ra ngoài, không nhìn thấy bất kỳ một cái sự hiểu biết về xã hội thế giới nào, mà chỉ nhìn thấy những cái tiêu cực trong xã hội, chỉ nhìn thấy những cái xấu, chỉ nhìn thấy vào đống rác, thì em đã nói rồi, sống gần đống rác và nhìn vào đống rác ấy thì chỉ thấy giòi bọ. Còn nó không nhìn vào vườn hoa, không nhìn vào những cái tốt đẹp thì chúng nó làm sao nhìn thấy hoa nở. Cho nên đầu óc của những bọn dân chủ cuội là những đầu óc mà nó không phải của con người, mà nó của con súc vật, của những cái loại động vật chưa tiến hóa. Em cảm thấy thật nhục nhã khi mà Việt Nam có những cái loại thành phần như thế. Thôi anh ơi, em nên em xả bức xúc tí, chia sẻ với anh. Em xin chào, anh chào tất cả mọi người, anh cho người khác lên ạ. Cuối nhật ngày cuối tuần vui vẻ nhé. Thật ra thì anh em mình là coi thì khi rảnh rỗi mình lên mình chia sẻ những cái thông tin, kể cả mình bức xúc lên đây mình xả, đó cũng là một cái hình thức xả chết của anh em mình thôi. Vừa mới nghe thằng Ben đi Trương xong cảm thấy nó rất bức xúc, mẹ nói cực não, mình xin nó không cho lên. Em chào anh nhá. Vâng, em chào anh, em chào các anh chị ạ. Dạ. Cảm ơn mọi người đã thả tim và ủng hộ Công Lý, ủng hộ diễn đàn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh Hùng Trần ơi, anh còn đây không? Anh gõ lại cái ok đi anh. Thực ra là Công Lý là lên chinh chiến bên nhà của Tân Thái bên Y Trương thì bây giờ nó không cho, nó biết mặt rồi, nó không cho lên là phải rồi. Cộng với lại nhát ăn lười làm nữa anh Lợi ơi, chứ không phải là anh Hùng Trần còn đây. Anh Hùng Trần còn Ngọc Lai Nguyễn, anh nói cho em nghe nè, em vào đây thì em nên lắng tai nghe các anh chị nói chuyện hoặc là mấy anh chị comment nha. Em đừng có comment những cái câu vớ vẩn thì anh không chấp nhận được nha. Anh không chấp nhận được một thằng em mà ngu lâu dốt bền kiểu đó được nha. Ít nhiều vào diễn đàn của anh rất lâu rồi đúng không, biết mọi người nhiều rồi, ít nhiều cũng phải nâng tầm kiến thức mình lên xíu, đừng có phải dậm chân tại chỗ hoài. Anh không chấp nhận những cái hạng người vậy nha em.
nha. Mong rằng là em comment những câu nào có thể thể hiện mình là học hỏi được thêm xíu đi. Cái gì cũng vậy đúng không? Mỗi một ngày mỗi mình đi lên, chứ không phải mỗi ngày mỗi đi thụt lùi ha. Rồi chắc anh Hùng Trần ảnh chờ lâu quá rồi, ảnh đi ra ngoài ảnh xả cái khác rồi các anh chị ơi. Đó, thì qua đây, qua cái diễn đàn này thì em cũng chia sẻ thêm các anh chị như thế này. Với những gì, những luận điệu của bọn xuyên tạc hay là những bọn bao que hay kể cả bọn dân chủ cụi, thì nói túm lại chỉ cùng chung một nhận định mà thôi. Đúng rồi, Minh Trần hỏi câu nó khó quá rồi sao mà nó trả lời được, nó phải lóc thôi. Chào Nương Trần nhé. Cũng giống như ngày hôm qua đúng không? Các anh chị xem cái clip mà mọi người cũng đều đăng về Phạm Hòa, thằng Trinh Lê với thằng Phạm Hòa Bình đúng không? Bước vào trụ sở của ủy ban mà còn cầm cuốn hiến pháp, còn to mồm đòi hỏi giấy mời, đòi hỏi thế này thế kia. Thì cái sự mà gọi là một người, một công dân, cái quyền công dân mình có, mình thể hiện cái tính cách như thế thì mình như thế nào, đúng không? Người ta cưỡng chế mình là cái chuyện điều hiển nhiên thôi. Có gì, mình gây rối trật tự công cộng thì đương nhiên có quyền người ta thực thi cái việc của người ta, đúng không? Có quyền của người ta. Chào Nam Lê. Đó là cái điều rất là rõ ràng. Còn một số người thì nhảy vào comment nữa. Trong đây có một thêm một đứa nữa, đó là Sophia Ngọc Nguyễn, đúng không? Một mà gọi là một người phụ nữ cũng sống ở trời Tây. Chào Khánh Quỳnh, cảm ơn Khánh Quỳnh. Cảm ơn Dũng Thái nha. Ok Dũng Thái, có gì anh sẽ điện thoại Dũng Thái. Đúng không? Ngày hôm qua trên diễn đàn của anh Bằng như đã nói rồi, mọi người thời đã thời buổi công nghệ 4.0, người dân ta mình phải tôn trọng cái người ta đang thực thi cái nhiệm vụ của họ, đó là cái điều cần làm. Chưa ra mà anh, chắc chắn kiểu này thì phải ít lắm là tạm giam trong vòng 24 tiếng. Nếu mà cảm thấy mà gọi là cái việc nó đi quá xa thì khi có quyết định tạm giam tháng thì lúc đó biết chứ. Dũng Thái, Thái Tức Trung Dũng. Ok anh gửi, anh mất cái camera rồi anh Bình. Một cái que hả? Một cái que đâu chưa thấy. Thật ra cũng không biết luôn. Đúng rồi anh đi lâu. Sophia Ngọc Nguyễn đang ở Việt Nam nhưng mà gần như là Facebook cũng không lên, cũng không dám lên. Rồi cái sự việc của Phạm Hòa Bình cũng không dám lấy Facebook để vào, đúng không? Ít ra thì cũng còn biết sợ, đúng không? Ở chỉ cần to mò bên kia thôi nhưng mà thật ra vẫn còn biết sợ. Anh gửi cái anh thoát anh vào lại đi anh Bình, anh mất cái camera rồi. Tội nghiệp. Hay quá, bot hả? Bot đi Thái Tức Trung Dũng. Nay có đi cà phê với anh Hùng Trần không? Nãy giờ anh Hùng Trần anh ở đây chắc anh đang nóng lòng anh lên, mà nãy giờ anh chờ hai ba người, anh chờ lâu quá anh đi đâu mất rồi. Xếp cái gì anh, ngày hôm qua hơi bị bức xúc á. Hơi bị bức xúc, coi xong cái clip hơi bị bức xúc nữa anh, chứ ảnh nó cho mì tôm. Nếu mà ngày qua máy xong rồi Dương đọc luôn biển số xe của nó rồi, Dương lùng ra luôn biển số xe nó đâu rồi. Anh hiểu mắt này cho chà nè. Đó là một cái bài học để cho mọi thằng phần dân chủ cụi phải nhìn để học hỏi. Rồi bây giờ có rồi anh.
Rồi em chào lại cả nhà cái ha. Tại nãy công lý lên mà anh mới nhớ lại. Thứ nhất nè, Dương anh dặn nhau, tại vì hôm mấy cả tuần nay á thì anh đi làm thì cái volume của cái đàn của anh cũng hơi nhiều cái 4G, thành ra nhiều khi anh vô anh làm trong hãng nhưng mà anh cũng bấm vô để coi, thành ra nhào vô thì mọi người thấy lên nhưng cũng chào nhưng mà anh không có bấm trả lời được, thì nói vậy để mai mốt cả nhà biết phải không. Để nói này nó chảnh không chào. Không biết còn công lý còn ở đây không, thì anh nói cái này thì anh phải công rất nể phục cái sự bình tĩnh của công lý. Công lý là nói chuyện rất hay, là đi qua nhà của Benny Trương rồi bữa hổm anh thấy anh cũng có coi mấy cái của công lý đưa lên, nhưng mà có cái á thì anh chỉ góp ý thêm cái này nè, là tại vì thằng Benny Trương với lại Tân Thái tụi nó hay nói là tại sao Việt Nam mình giờ còn đi ra nước ngoài mà làm công đồ này kia, thì theo như ý anh á, anh chỉ góp ý thôi, cũng như là mình nói cái mặt nhỏ ở trong nước, thí dụ không phải nhà ai cũng có hãng xưởng, cũng có người nghèo đi làm cho người giàu, thì nói rộng ra cũng vậy, ở Việt Nam mình á, hiện thời bây giờ cái lứa tuổi lao động hình như 60-70% lận, mà đất nước mình á, từ một đất nước nông nghiệp lạc hậu mình mới phát triển lên thôi, thành ra không có đủ cái công nghiệp mà để cho đáp ứng nhu cầu của lao động của tất cả những người trong nước, thành ra mình đi lao động ở nước ngoài. Bây giờ là thế giới phẳng rồi, người ta có công nghiệp, người ta phát triển, người ta có hãng xưởng, người ta cần cái sức lao động, thì mình đi lao động cho người ta chả có gì là cái chuyện nhục hết. Ngay cả trước đây mấy chục năm, từ cái lúc mà năm 80 mà là anh đi vượt biên á, là cái đám mà tụi dân Philippines rồi này kia cái nọ, nó đã cũng đã đi theo tàu, nó sơn sửa tàu, quét dọn tàu là đã có từ đó rồi. Ngay cả bây giờ á, là tụi Thái Lan nè, tụi Philippines nè, tụi nó vẫn đi qua Đức này nó để lao động. Thành ra cái những cái mà tụi nó chuyên môn mà nói Việt Nam mình mà đi ra nước ngoài mà coi như đi làm công cho người ta, tại sao trong nước không có, thì anh chỉ góp ý vậy để thôi, khi nào mai mốt mà có tụi nó có đưa cái câu này ra thì mình nói thôi, chứ còn thật sự cái kiến thức của công lý rất nhiều và rất bình tĩnh, nói chuyện với tụi nó thì anh cũng phải nể phục luôn ha. Thì anh chỉ lên anh góp ý thêm cái đó thôi, cái nào anh nhớ thì lên nói thôi, không Dương? Ok dạ rồi vậy đi, có ai lên thì anh xuống rồi. Dạ. Để em chia sẻ tiếp vấn đề mà anh Bình nói, tại sao Tân Thái nói, tại sao đi, hay là Benny Trương nói mình tại sao vẫn đi làm mạng yếu hả, không nghe gì hết hả? Đùa chứ vẫn nghe mà Thanh Phong. Có nghĩa là điều kiện kinh tế mỗi người, ví dụ mỗi cái kể cả mỗi vùng quê hay là mỗi một cái thành phố nó khác nhau. Nên cái điều kiện để người ta muốn đi lao động là cái nhu cầu của mọi người, chả có việc gì quan trọng nhất gì, vừa đi làm kiếm tiền nhanh hơn ở Việt Nam, vừa học thêm kiến thức, vừa tiếp cận được cái công nghệ, đó là những cái điều không, những điều hay chứ không phải là những điều dở. Như những cái bọn đó, nó không nhìn nhận được cái sự việc đó, nó gọi là nó chỉ của nhau đó gọi là tạo rè quá phát. Không, em chưa nói gì luôn á anh. Để mạng nó ổn định rồi nói. Thì là nói vậy nè, thực chất á, đi thì có nhiều nguyên do lắm, nhưng mà bên cái tụi nó thì nó nghĩ vậy á, tại sao mà mình đi là mình, tại sao mình cứ nói là trong nước tốt rồi, tại sao người ta lao động ta phải đi qua nước ngoài. Thật sự là có nhiều nguyên do.
nhưng mà cái đầu tiên thấy là cái gì, nước Việt Nam mình là cho người ta cái quyền tự do, tức là người ta được quyền sống theo cái ý thích người ta. Thực chất là sống ở nước ngoài hay sống Việt Nam thì nó chỉ khác nhau cái môi trường thôi, còn cái vật chất mà làm ra mà để đủ sống á của một tháng thì nó cũng như vậy. Mấy người đó đi là đi chỉ vì nghe nói lương sẽ là 40 triệu một tháng, thực sự là 40 triệu một tháng á. Bên bản á nó không có tô phở một đô như bên mình, mà tô phở nó 10 đô thì tính ra thì nó cũng vậy, cái sức mua nó cũng vậy. Thì do là lúc đầu ta đi á, ta chỉ nghĩ vậy thôi đó, thì mấy anh chị cũng đã thấy là có ai mà sung sướng đâu. Qua bển muốn dư giả thì phải dành dụm rồi tiết kiệm từng đồng từng xu, mà ở Việt Nam thì những người đó lại không như vậy. Người ta thường nói đi qua bển là để phát triển bản thân, thực chất là nếu như mà người ta chấp nhận một cái sự chi tiêu hàng tháng vậy, ở Việt Nam là gì có dư, nhưng mà người ta không chỉ được, phải qua nước ngoài người ta bắt đầu con người người ta mới bộc lộ được cái chuyện đó, thì tốt nhất là để ngửa đi. Ít ra thì qua bển thì môi trường nó ép người ta dễ hơn ở Việt Nam. Còn cái chuyện mà đi đó là quyền tự do người ta Việt Nam hả, đừng lấy cái người đó và áp đặt lên cái chuyện mà đi mới thành công. Thực sự là Việt Nam vẫn có những người làm chủ nha, này đâu mà hả đi cãi mày đó. Tụi nó nói chuyện là có một cái gọi là một cái công thức nè, chỉ lấy những gì xấu xa mà để áp đặt lên nè, để hỏi ngược lại mình thôi mà. Tốt nhất là khỏi trả lời đó, mấy câu đó với lại mấy người đó. Mà chuyện cái vấn đề này nào, không phải là mình không, có nghĩa là mình trả lời để cho họ biết được cái vấn đề đó là như thế nào. Cái thứ hai nữa là cái nhu cầu lao động của người dân, người ta có quyền người ta chọn lựa, có nghĩa là họ có quyền được làm điều đó. Và cái có nghĩa là ở môi trường Việt Nam họ có thể họ nhìn nhận, không có ví dụ như trong điều kiện kinh tế 500, nhưng với đúng giờ thì cái đó cái quyền lựa chọn của mình, chứ không có thể là không có được cái quyền lựa chọn. Còn họ không có cái quyền lựa chọn, họ một khi họ thì mình chỉ là người hoặc còn không được được điều gì đó họ muốn thì chỉ nhục đúng không, mình quốc ức chứ hoàn toàn câu hỏi đó họ bình thường. Để cho mọi người biết được cái nhu cầu và nhu cầu cái làm của mọi người là người cũng được người đã muốn có tiền nhất thì họ chọn phương án không. Thì theo em thì nên trả như là những câu hỏi đó một lần thôi, chứ đừng cái dây dưa chịu nó hoài tụi nó. Thôi, mình đâu cần dây dưa, nhưng mình trả lời cho họ biết được vấn đề đó là gì. Còn thì hồi đó giờ em tính nói cái chuyện của thằng Khoa bên Đức. Thì thằng đó thì lúc đầu em biết nó trong cái một cái hội group kính, ở trong gọi là nó ghi là tên của group kính đó tên là Dân Sài Gòn Xưa. Ủa anh nghe rõ không ạ? Nghe rõ. Tại có người nói hơi bị giật giật. Thì báo tiếp nha. Đúng rồi. Nó hơi giật giật xíu nhưng mà tức chia sẻ có giật giật. Thì cái chia sẻ của thằng Khoa đó thì nó trong cái hội lớp cái group Sài Gòn Dân Sài Gòn Xưa. Cái group này thì nói anh chị em biết là nó rất là mắc cười. Giống như cái câu của anh công lý nói hồi nãy á, giống như là cái bọn ăn mày quá khứ á, luôn luôn là chia sẻ những cái hình ngày xưa ra mà hả để mà hô hào đồ nè. Ngày xưa đẹp lắm, tôi nói thiệt ngày xưa á, cho tôi về là thời đó sống thì tôi tự giận sướng hơn nữa, không wifi, không thang máy, không tùm lum. Thì thôi mà quay lại nói chuyện Khoa. Lật đầu nó đưa ra cái bằng chứng gì đó, đưa ra tờ giấy và cục kiểm định gì ở bên châu Âu thì không được phép cho cái xe VinFast đó. Nó vừa đưa ra em cười bấy bụng anh.
là thứ nhất là cái tờ giấy đó là tiếng Việt không, nghĩ má mấy thằng châu Âu này, ủa sao nó biết tiếng Việt chỗ vậy. Thứ hai thì một cái cuộc kiểm định ở đó đưa ra một cái gọi là một cái thông báo thì phải có chữ ký của người đứng đầu của cái cuộc kiểm định đúng không, đằng này không có cái logo mà. Thế vậy nó chỉ lừa được, thì nó thật với mấy anh chị là nó chỉ lừa được những cái người dân gọi là những người bất mãn thôi, những người ngu thôi. Ra đưa ra rất là buồn cười, và nó nói thêm câu là chiếc xe này sẽ không được lưu hành châu Âu đâu, mấy anh chị đừng mua. Thì nói giờ thấy nó ngu đó rồi, tại vì khi mà đã không được lưu hành ở châu Âu là tức là không có bán được, mày thổi có mua hay đâu mày nói thêm cái câu đó là dòng vậy, tức là mày đang dựng chuyện rồi chứ không mẹ nữa. Mà một cái nữa mình như thế đừng... này dạ. Cái như thế... để anh ngắt lời, có nghĩa là khi người ta mang một chiếc xe này để người ta mang đến châu Âu người ta kiểm định thì vấn đề ở đây là cái dòng xe này là dòng xe đầu tiên đúng không, họ đem đi họ cái tiêu chí cho bên kia người về thú để họ có phù hợp với một con người bên đó từ chất ơi, anh thấy anh thấy đó, đây là gọi là bổn cũ soạn lại, gọi là tạo tin giả rồi cái gì quyên góp đồ rồi để kiếm thêm tiền sống đồ này nọ đó đó, vì thực chất là tin giả gì mới đó. Mà cái mình thấy đây là mình thấy là rất là mắc cười nè, nó nói như một cái thằng gấu cần. Còn ở dưới á, cái những cái người mà nghe nó tung hô nó giống như là những cái đứa con gái mới lớn mà dớt phải chuyện ngôn tình với anh. Mấy nó xạo chó vậy mà cũng nghe được, nó thiệt tôi cũng thích. Tôi lại, thôi em cũng văng cái hỏi cái group luôn đi. Thật ra ơi, cái group gì đâu thôi. Khi mình vào cái diễn, bây giờ mình nói về cái những cái người mà người ta xem đi. Thực ra có một số người, người ta vì một cái đồng hồ họ chưa vui thì họ ủng hộ cũng có. Nhưng cũng có một số mình phải nó lập những cái nút dạng để họ vào, họ tung hô, họ nước theo mưa để cho mọi người nhận hàng sàn này, cũng có những người giàu hậu thì những người kia người dạng nói ra cũng chính là họ thôi. Cái việc cái like nên nó mới có, chứ mình cũng không cần phải coi là đôi lúc đúng mình xem mình nói thì hơi mình cảm thấy bực tức những người vậy, nó nói những người vẫn nghe, từ đó của nó mà. Đẹp quá. Không phải chờ. Thôi thôi anh cho em xuống đi để em chỉnh lại. Như bên em nó bị gì đó. Ok. Không hiểu sao phát lên mỗi lần lên nhà anh đều rè. Không hiểu nhau nha. Thứ nhất là không biết là tại do tai phone hay là do vừa nghe sạc vừa sạc. Ồ, chào anh Tí Lê, sao lại anh xài cái nick này anh Tí Lê? Chào chị Ly Sao Nguyễn nhé. Cái nick Tí Lê anh bị báo cáo hay sao rồi anh phải xài nick này? Nên vấn đề á, mình tranh luận với Tân Thái hay Benny Trương thực ra nó chỉ một lần thôi, không được lần thứ hai. Tại vì nó nhìn ra biết được mình như thế nào, giống như Dương thôi. Đúng không? Bây giờ chắc là nick Bình Dương, Dương lọt vào đảm bảo câu chào một hai câu nó sẽ lóc mình thôi. Nó không còn để mình trong diễn đàn nữa. Chào Phạm Thịnh. Ủa sao anh lập cái nick chuốt chuốt nhìn thấy lạ quá. Đúng rồi đó anh Tấn Anh Trần. Cơ bản mình so sánh thì mình so sánh đời sống của hai nước đúng không,
Ví dụ bây giờ một công dân bình thường ở Việt Nam, tối thiểu nhất họ một năm họ cũng có thể đi du lịch được. Họ không thể, ví dụ như họ không thể đi du lịch ở nước ngoài, nhưng họ ít nhiều họ cũng du lịch được trong nước. Đảm bảo với các anh chị điều đó. Thấy không? Còn ví dụ như bây giờ ngày xưa chỉ cần ở quê mà nói đi được Vũng Tàu, đó là cảm thấy là cả một cái sự mơ ước. Còn đó giờ nó thật, đi Vũng Tàu đó là chuyện bình thường. Có những người thành phố Hồ Chí Minh thích từng nào họ cũng đi, và những người người ta chiều thứ bảy ta làm xong ta lên xe ta chạy ra chợ Nguyễn Dương, đó là điều đơn giản. Còn bây giờ những người người ta còn thôn tính đi như thế nào, đi Đà Nẵng hay là họ chọn lựa đi Phú Quốc hay đi Kiên Giang thôi. Đúng rồi anh Bằng Vũ, chính xác, anh nói điều đó chính xác anh. Tại vì Dương có những người đi Nhật, họ những người họ về họ có thể dư được vài trăm triệu, có người dư được cả tỷ, nhưng cũng có người không có một xu nào, giống như mới nay anh comment, kể cả gia đình gửi tiền về mua vé máy bay để về. Tại vì sao? Thứ nhất là vậy, khi ví dụ như mình đi theo đường chính thức thì họ đi vào bên đó họ làm một cái hãng nào đó, thì thay vì mình cố gắng lao động thì khác, còn không cố gắng lao động thì bị một số kia nó lôi kéo để đi lao động chui bên ngoài để có tiền hơn. Nhưng khi ra lao động chui bên ngoài rồi mới lúc đó mới thấy đó, thì lúc đó đã không thể quay lại cái công ty ban đầu nữa, thì chính vì vậy trở thành gì, thất nghiệp. Đúng rồi đó Thanh Phong, ví dụ như giờ Thanh Phong ở dưới Thanh Phong thôi, muốn đi Vũng Tàu thì chiều là Thanh Phong xách xe, chiều thứ bảy xách xe chạy tàn tàn đúng không, tầm khoảng 9 giờ 10 giờ tới Vũng Tàu, sáng ra tắm biển rồi đi ăn đi dạo biển vòng 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 tới tầm khoảng 3 giờ chiều bắt đầu xách xe chạy tàn tàn về, rất đơn giản, chả vấn đề gì. Nên cái đời sống người dân Việt Nam của chúng ta đã đi lên và nhìn thấy rất rõ rệt, đúng không? Chỉ có bọn lười lao động nó mới không nhìn thấy được điều đó thôi, và đặc biệt là những bọn tham, đặc biệt là những bọn tham, đúng không? Còn những cái bọn mà gọi là chống lại nhà, nói xấu Việt Nam, chống lại đảng và nhà nước, những đó là lười lao động, đúng không? Muốn nằm ngửa ăn sẵn thế thôi. Chứ còn những người chân chính như người chịu lao động, người ta vẫn làm bình thường. Ok, ok anh Tí Lê. Nên nói anh Bằng Vũ rất nhiều, nên cái luận điệu của bọn nó đưa ra là tại sao không ở trong nước lao động đi ra nước ngoài. Dương nói thật với anh, như cái ngành nghề của Dương thôi. Dương đi lao động hợp tác chỉ có 6 tháng Dương về, học hỏi kinh nghiệm bên đó, đúng không? Về đây đến bây giờ Dương vẫn còn tận dụng được cái kinh nghiệm đó để Dương làm, và cái kinh nghiệm hiện tại bây giờ nó vẫn đáp ứng được cái công việc của Dương hiện tại. Đơn giản vậy thôi. Quan trọng nhất là mình tư duy công việc mình sao, mình tiếp thu công việc và mình tiếp thu cái công nghệ ra sao để về mình phục vụ lại cho công việc mình tại ở quê nhà mình. Em nói anh Bằng Vũ, chứ ở Việt Nam bây giờ có những người người ta học hành ở thành phố Hồ Chí Minh, họ không làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, họ quay về quê của họ, họ làm giàu từ quê của họ bằng từ kiến thức của họ. Ô, chào chị Mỹ Dung, cho chị Mỹ Dung lên. Đúng rồi anh Long Việt, không? Cơ hội bây giờ thế giới phẳng mà, cơ hội dành cho những người siêng làm. Chào chị. Chào em. Đấy. Chị muốn hôm nay Thái Ngọc Nhiên nó mở live nhưng mà chị xin lên không được. Thì nếu mà có ai mà liên lạc được với Thái Ngọc Nhiên thì nói với Thái Ngọc Nhiên là hôm nay có một người ở ngoài Bắc cái giọng nói giọng Bắc mà điện thoại cho chị hỏi là cô có phải là Thái Ngọc Nhiên hay không, thì chị lại thật thà quá, đang làm trong công ty thì thật thà quá lại bảo là không, em không phải là Thái Ngọc Nhiên, em là Mỹ Dung đây mà. Thế nó bảo là Mỹ Dung hả? Xong rồi nó tắt like, nó tắt máy. Thế nên là chị sợ là cái trường hợp là nó xấu, rồi nó điện thoại nó tìm Thái Ngọc Nhiên. Nên là nếu mà em có nhắn tin được cho Thái Ngọc Nhiên thì em nói là có người gọi cho Thái Ngọc Nhiên, nếu Thái Ngọc Nhiên có cần số điện thoại thì liên lạc với chị Dung nha. Cần cái số điện thoại của người gọi, liên lạc với chị Dung để chị Dung sẽ nhắn số đó cho. Không biết là người ta xấu hay tốt thì chị không biết, nhưng mà nói tiếng Bắc mà là đàn ông. Thế chị sợ là những cái thành phần nói chung bất hảo nó lại này kia với Thái Ngọc Nhiên, nên chị sợ, nên chị xin lên diễn đàn chị
Chị nói là nếu mà trường hợp em có Messenger cho Thái Ngọc Nhiên được thì chị không có mắt được, mà chị xin lên thì À, không nghe. rồi ok chị, để em trả lời cho cái anh Điền Hoàng Việt này. Anh nên xem lại anh Việt à, nếu anh là ở, nếu anh cho anh biết anh ở địa phương nào rồi anh mới anh hỏi lại đúng không? Bây giờ ví dụ ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh nơi Dương đang sinh sống, đặc biệt ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Ngày trước khi chưa có cái hầm Thủ Thiêm, Dương trước khi Dương muốn đi qua quận 1, Dương phải Chào mất Nguyễn độ Thanh tầm Phong, chào Dương Thái mới đi qua. Hải Yến, Còn bây giờ Dương chỉ cần mất khoảng độ 7 phút đồng hồ chào Dương người đi miền qua Tây. tới. Thì anh thấy cái điều kiện như vậy thì có phải là ở Việt Nam nó phải có phát triển hơn không? Đúng không? Cái đời sống người dân quận 2 này có phát triển hơn không? Anh tự nhận xét. Dạ chào chú Nguyễn Lo. Thôi em cho ai lên đi, chị lại đi lang thang chặt nữa đây. Ok chị, rồi chúc chị ngày cuối tuần vui vẻ nha. Chào. Anh ở đồng bằng sông Cửu Long, anh ở đồng bằng sông Cửu Long, anh có thể cho Dương biết được anh ở đang ở tỉnh nào. Chứ còn quê nội của Dương ở Bến Tre nha. Dương nói thật với anh, người anh của Dương là làm dịch vụ mà gọi là ở Bến Tre mà ở vùng sâu luôn nha, chứ không phải là ở cách thành phố Bến Tre 40 cây số thì anh biết nó là vùng sâu như thế nào rồi. Anh biết anh của Dương làm dịch vụ xe dịch vụ đó. Bây giờ đi con Innova 7 chỗ 2010, họ vào họ thuê, họ nói không có xe nào mới hơn. Thì anh hiểu được là cái đời sống của anh ở Trà Cú, Trà Vinh đúng không? Anh ở Trà Cú, Trà Vinh thì chắc anh biết là ngày trước đó, cái Càng Long, Dương biết Càng Long nha. Nếu anh có thể anh comment thì ở lâu thì Dương sẽ mời anh lên anh chia sẻ được không anh? Anh tiện không? Anh tiện anh lên diễn đàn đi thì anh nói chuyện thì Dương sẽ anh em mình dễ trao đổi hơn. Tôi vì Bến Tre giờ không thua thành phố. Vì đúng rồi anh, riêng ở thị xã Bến Tre anh đừng nói chi anh về bên Chợ Lách thôi. À không tiện hả anh? Ok anh, nếu vậy thì anh cứ comment đi thì Dung sẽ trả lời với anh. Đúng rồi, Càng Long bây giờ đi cầu Cổ Chiên đúng không? Đó bây giờ nếu nói nhắc tới cầu Cổ Chiên, anh nhớ ngày trước anh từ Trà Vinh anh đi thành phố Hồ Chí Minh thì anh phải đi sao? Anh phải từ Trà Vinh anh đi ra, anh đi vòng con đường, anh đi qua bên cây lậy đúng không? Anh đi lên đúng không? Anh đi. Còn bây giờ anh đâu cần nữa, anh chỉ cần đi lên cầu Cổ Chiên, anh đi bằng phía Bến Tre, anh gần hơn khoảng độ 30 cây số hay hai mấy 30 cây gì đó. Đó, anh thấy như vậy điều kiện anh đi lại nó dễ hơn. Và ngày xưa nếu như anh ở Trà Cú, Trà Vinh, đúng không? Thì anh từ Trà Cú, Trà Vinh đó, anh đi ra đến ngay thị xã Trà Vinh nó khoảng bao nhiêu lâu? Rồi bây giờ anh đi như thế nào? Thì tự động anh sẽ nhìn thấy thôi đời sống xã hội, cơ sở hạ tầng ở đó nó phát triển hay không thì anh biết tiền chứ gì. Hơn 50 cây hả? Anh thật ra thì anh đợt hôm anh nhớ là như là khoảng 30 cây. À, ok anh. Tại vì anh comment không rõ, tưởng nghĩa là anh để cái dấu hỏi phía sau. Anh để cái dấu hỏi phía sau nên Dương tưởng là anh hỏi là đời sống nên Dương mới có ý với anh. Sorry anh. Chứ anh thấy đúng không? Ví dụ như anh ở Trà Cú, Trà Vinh rồi kể cả bây giờ ví dụ như đời sống bây giờ anh thấy đúng rồi anh Bình, chắc có nó Minh Trần nhiều mà ở Hải Dương nhiều, rất nhiều người đúng không? Bây giờ ví dụ như bây giờ kể cả công nghệ, anh thấy bây giờ anh sử dụng công nghệ, anh tham gia mạng xã hội, đó cũng là sự phát triển đến tận cùng rồi còn gì nữa.
Kìa chị Thái Hải Yến ở Hải Dương gần Minh Trần. Thật ra là cái anh Việt Rai có một số người họ cố tình họ không muốn nhìn ra thôi anh, đúng không? Rồi có một số người thì họ mang cái luận điểm là gì? Việt Nam công nhận Việt Nam phát triển nhưng phát triển theo một cái đứa bị suy dinh dưỡng chứ không phải là một đứa trẻ bình thường. Đó, họ mang một cái luận điểm ra, nhưng mà họ không nhìn được Việt Nam đi lên từ đâu. Việt Nam từ đi lên đóng từ đống đổ nát. Thứ nhất, cái thứ hai nữa, Việt Nam là gì? Là nông nghiệp, đúng chưa? Mà nông nghiệp thì đi lên thì bây giờ đi lên một công nghiệp, đó là một quãng đường. Chào chị Kim Phượng. Nên mình phải nhìn nhận sâu xa từ nguyên nhân nó là như thế nào. Oh sorry gì, chị Lisa Nguyễn nãy giờ không nhìn thấy chị. Không biết chị còn ở đây không? Hy vọng là chị còn. Tại nãy giờ không nhìn cái gửi lời yêu cầu. Ok, Hạnh Phúc Trần, chờ anh xíu Hạnh Phúc Trần. Ồ ghê vậy hả anh Cao Trung Hiếu? Rồi chắc chị Lisa Nguyễn chị buồn chị đi dạo rồi. Đúng rồi chị Thái Yến, nhưng mà lúc nãy giờ Dương không có nhìn cái gửi lời yêu cầu, bây giờ nhìn xuống mới thấy. Dạ đúng rồi đó anh Việt. Rồi chỉ đi đâu rồi, không có câu trả lời rồi. Thôi mời Hạnh Phúc Trần vậy. Chào anh Thiên Trường. Em chào anh. Phúc Trần. Chào diễn đàn của anh Bình Dương với lại tất cả anh chị em nha. Em nói có nghe rõ không anh Bình Dương? Đúng rồi, tắt vậy đi cho dễ nghe. Nhưng mà anh nghe em nói có rõ không? Nghe rõ, nhưng mà tại do nhiễm cái tiếng kia thôi nên giảm cái âm thanh bên kia xuống là được. Cảm ơn anh Điền Hoàng Việt. Dạ. Anh Bình Dương đang chia sẻ về vấn đề gì vậy? Anh đang chia sẻ về vấn đề gì vậy? Có một khoa khám đó mà nghe. Nó live stream có những cái điều đó mà mình nhìn buồn cười, nó là những cái tấm hình đó, là những cái thông tin đó từ hải quân của Mỹ gửi cho nó, mình mới cảm thấy mình buồn cười. Đây mình lên mình chia sẻ các anh chị là mình nhìn nó bản thân nó là thằng gì mà hải quân Mỹ phải gửi thông tin cho nó. Đó là một cái điều mọi người nhìn thấy rõ, nó là một người công dân bây giờ kể quốc tịch mà Đức còn chưa có nữa. Chuyện về khoa lan man ra những cái chuyện khác thôi. Yeah. Em cũng hay xem cái thằng thời báo gì không anh? Cái thằng gì kìa? Thời báo chấm chấm dê hả không? À. Em thấy nó xuyên tạc hãng xe xuyên phá rất là nhiều không ạ? Đúng rồi. Yeah. Nhưng mà nãy giờ anh Bình Dương đang chia sẻ về vấn đề gì? Nãy nghe nói là cái gì? Hello? Nãy giờ thì bắt đầu anh đang mang ra những cái chuyện đó rồi nói chuyện về
những cái chia sẻ những cái mà là bên bên đi chương nó nói mà nó tại sao người Việt mình phải đi hợp tác lao động nước ngoài Nói chung là về vấn đề này thì anh em mình thì cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Cái xã hội thì nó luôn tồn tại những cái mặt tích cực và tiêu cực, nhưng mà tại vì trong lòng của nó đó, nó nhìn về Việt Nam bằng cái con mắt thù hận đó, thành ra nó cứ nhìn những cái vấn đề tiêu cực của xã hội và nó cứ đem những cái vấn đề đó để mà nó áp đặt thành cho cái xã hội của Việt Nam. Trong khi đó những cái thành tựu, những cái vấn đề mà người ta đạt được thì nó không bao giờ nó dám nhìn tới. Nó không nhìn tới, nó gọi là không phải không dám nhìn tới chứ không phải là không nhìn tới anh nha. Tại vì thật sự ra như anh nói thì đất nước mình nó thì đi lên từ cái đống đổ nát chiến tranh. Thì hỏi anh chứ bây giờ phải tự lực cánh sinh chứ đâu phải là như cái bọn đó mà cứ đi là bán nước để mà làm giàu. Phải không ạ? Mọi thứ thì nhưng mà cũng biết là được thay đổi từng ngày từng ngày. Từng con đường, từng hàng cây, từng ngọn cỏ, nói chung là tất cả mọi thứ được thay đổi hàng ngày. Và cái điều đó là cái điều mà mọi người phải thừa nhận. Còn nó có phát triển là được rồi. Chứ đừng bao giờ mà đòi hỏi cái Việt Nam phải phát triển như là nước Mỹ hay là nước những cái nước châu Âu hoặc là Singapore này kia nọ. Nhưng mà có phát triển là mình mừng rồi. Tại vì bây giờ mà anh có muốn hơn đi nữa thì nó cũng phải từ từ. Chứ có đâu mà tự nhiên giờ muốn phát triển là phát triển cái ào liền. Cái tư duy của cái bọn đó nói thiệt với anh á là chẳng qua đó nó chê, nó nói tất cả mọi thứ để nó chê cái bộ phận lãnh đạo của đất nước Việt Nam mình thôi. Điều đó, nhưng mà cái ở đây mình muốn lên mình nói để mình dành trần ra được, tức là gì, người dân trong nước nhìn ra được những cái ý đồ bọn nó. Cái thứ hai, người ta hiểu được việc của đảng như thế nào, đúng không? Giống như đại khái nó nói tại sao ngày 12 tháng 7 tàu của Trung Quốc nó đã đi vào vùng biển rồi, mà tại sao không lên tiếng nói, mà đợi đến ngày 16 mới nói, mà nói cũng chung chung chưa hẳn đích danh là Trung Quốc. Rồi đến bây giờ ngày hôm qua là ngày 19 bắt đầu mới lên nói chỉ đích danh Trung Quốc. Thứ nhất là mình xem xét tài đó như thế nào, phải xác định được đích là tài Trung Quốc, thì lúc đó mình mới gửi công hàm phản đối, đúng không? Rồi từ công hàm phản đối người ta phản hồi như thế nào, rồi bắt đầu lúc đó mình mới, chứ đâu phải như bọn nó thấy được. Ví dụ như bây giờ nhìn gà nó quá cuốc, đúng không? Mà trên phương diện ở quốc tế, phương diện nói diện nước với một nước, nó đâu hiểu được những cái điều đó. Ví dụ như anh với Hạnh Phúc Trần, có thể anh nhìn một cái người nào đó, anh nói ô sao giống Hạnh Phúc Trần, mà tự nhiên hôm nay nói có đó, mình có thể mình nói được. Còn ở trên phương diện một quốc gia mình không thể nói chuyện đó, đúng không? Ngôn ngữ đã khác rồi, ngôn ngữ ngoại giao như thế nào nó không hiểu. Rồi sao anh không nghe Hạnh Phúc? Rồi xong. Để mời anh lại anh Bình Linh chia sẻ xíu, chắc hôm ấy thì em sẽ ốp. Em mời lại anh Bình á. Có đây, tự nhiên thấy ủa sao nó hiện lên, có chuyện gì? Tại vì em thấy, em tưởng là anh gửi yêu cầu nên em mời anh lên tiếp. Ủa, đâu có, hồi nãy anh gửi rồi, chắc từ hồi nãy.
Ừ thì nếu không có ai thì ngồi nói chuyện chơi tí thôi. Hồi nãy Ok. mới mới đầu thấy thấy ông gì đó, ông chơi, ông viết câu mà ông còn để dấu dấu chấm hỏi, tưởng là bao que Đúng. Em cũng tưởng vậy. Chào anh Nguyên ơi. chứ. Không, nó đúng Bây giờ là đúng là tao Việt thì Nam mình mà phát triển và giờ chơi nhiều. Thì mình trả lời với ông Bằng Vũ, hình như ông Bằng Vũ mình cũng thấy mấy lần đúng không? Đúng rồi, thì bây giờ cái diện hợp tác lao động ở bên Đức thì nó không còn nữa, nhưng mà ở Đức bây giờ nó thiếu cái dạng mà kiểu như chăm sóc cho người già, rồi những cái nghề như mà làm bánh mì, mấy cái nghề mà coi như người ta kêu là nghề tay chân á, thì nó rất thiếu rất nhiều người, tại vì nước Đức nó không chịu xanh, ông Hoàng Vũ biết không? Thành ra hôm lúc hồi tháng 4 á, thì ông thống đốc của tiểu bang Thuringia, ổng là bên Đông Đức á, ổng mới là trong cái chuyến mà đi qua qua thăm Việt Nam, thì sẵn những cái vấn đề mà bàn về chính trị rồi này kia kia nọ, thì ổng cũng đứng lên, ổng kêu gọi coi như thanh niên Việt Nam đi qua Đức để mà học nghề. Rồi cái thứ nhất á, là ổng hy vọng sau khi học việc nghề thì cái những người đó sẽ ở lại Đức làm việc. Cái thứ hai nữa đó là coi như là để coi như là dạy nghề rồi cho người Việt luôn, tại vì ổng nói ổng cái người Đức người ta rất khen ngợi người Việt mình, là người Việt mình hồi xưa hợp tác lao động ở bển á, thì cái bản chất của người Việt mình á là thân thiện rồi siêng năng, thành ra là tất cả những đại đa số nha, chứ mình không phải nói hết, cũng có nhiều người người ta thấy Việt Nam ta sợ, nhưng mà đại đa số thì người ta thấy cái tánh của người Việt như vậy, thành ra người ta rất thích cái người Việt mình. Bởi vậy cái ông thống đốc bên Thuringia đó, ông có qua Việt Nam thì ông cũng kêu gọi là cái lớp trẻ đi qua học tập đó, không đi qua bên học nghề, thì mình cũng biết cái gì mà hợp tác lao động thì giờ nó không còn, Đức nó không còn nữa rồi. Ừ, thì đại khái thì nói tại nãy, ông Bằng Nguyễn viết lên thì nói như thế. Ừ anh không, mà giờ nhiều người dạ biết biết cái giờ biết thằng Khoa quá ha, mà anh không biết làm cách nào mà nó chứ hôm trước nó đòi thưa nói gì, nó cho cái ông Diệu gì ở bên bên Đông Đức mà thưa ổng ra về cái tội mà phỉ báng nó, rồi nó cho ổng 48 tiếng mà không biết tới nay nó im luôn, mà anh cũng mong nó thưa lên người ta đem ra đối chất ra rồi lòi cái sự xảo trá của nó ra để coi làm sao nó nói đúng ra. Mình anh giờ anh chỉ mong là cho Việt Nam mình cũng có cái luật dẫn độ như là ký với tụi Mỹ thôi, chứ còn ủa với gì không á, chứ còn để dạ sao cho bịt miệng cái thằng này nó nói mặc dù á là nó không có nhiều, không có cái người nghe nó không có nhiều, nhưng mà nó nói quá lố, mình nghe mình cũng thật sự mình khó bực chịu lắm đúng không anh. ạ? Ừ Dạ đúng rồi đó, anh Đinh Đinh Hoàng Việt. À, để an nhiên à, dạo này là bỏ bê công việc dữ lắm đúng không? À, không vào đi vào diễn đàn của anh nữa đúng không? Dạo này lo làm giàu rồi đúng không? À, khai mào. Anh để trả giờ lời Bằng Vũ, thì mình không biết là đi theo cái dạng, mình nghĩ là cái đó là giữa hai hai nhà nước chứ không phải là giờ cái diện tư nhân đâu Bằng Vũ, thì ổng kêu gọi thôi, thì coi như về Việt Nam thì Việt Nam Đức nó có một cái Ôi. nó có một cái cơ quan nó nói là coi như giúp đỡ phát triển, thì có người Đức, chính quyền Đức với chính quyền Việt Nam nó có cái ký cái hợp đồng đó, thì mình nghĩ là đi qua theo cái dạng mà giữa nhà nước á, chứ không phải là kiểu dịch vụ tư nhân đâu, tại vì những cái diện mà đi qua mà học nghề đó đó là nhà nước nó cũng trả, bên này học nghề đó, thì nhà nước nó với lại cái chỗ mà nhận học thì nó cũng phải trả tiền phải không, nó cũng cấp chi phí, thành ra mình nghĩ cái đó là của nhà nước đó, chứ không phải của tư nhân đâu. Thì hôm hôm hổm mình nghe, nhưng mà mình cũng không 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 biết là thuộc cái dạng nào chính thức thôi. Ừ. Đúng rồi, giờ Đinh Hoàng Việt nè, cái xuất khẩu lao động là mỗi người, thí dụ mình thích ngay cả trong nước mình từ một nước mà coi như chậm phát triển, mình bây giờ mình phát triển lên, cái sức lao động mình, cái tuổi lao động rất đông, ở những nước khác người ta thiếu người, thì bây giờ mình
đi qua mình ký hợp tác lao động, mình qua hợp tác lao động, thứ nhất mình đi học cái kiến thức của người ta, cái thứ nhì mình kiếm tiền về xây dựng đất nước, cái đó là điều tốt chứ không phải là xấu đó. Còn mấy cái thằng quỷ kia nó chỉ chủ yếu nó lợi dụng cái đó rồi nó nói thôi, chứ thật sự ra hỏi nó cũng đi qua làm công bệnh như làm mẹ gì. Nhưng anh thật ra anh biết sao không? Cơ bản anh ví dụ như chẳng hạn như em nói trong cái ngành nghề của em thôi, ví dụ em đi chỉ 6 tháng em về, nhưng mà trong khi em đi em tiếp cận được cái công nghệ, cái thứ hai nữa về cộng với cái tư duy của mình thì mình tìm tòi từ cái công nghệ đó, em về Việt Nam em vẫn phục vụ tốt cái nghề của em vẫn làm được đến bây giờ. Công nghệ đó em tiếp xúc coi như là mình là người, nói thẳng là mình là người đi trước họ, mình nắm bắt được công nghệ, mình sử dụng được công nghệ, và đến bây giờ cái công nghệ đó có ở Việt Nam mình không bỡ ngỡ, đó cũng là một cái lợi thế cho mình. Với là mình kết hợp giữa hai cái thủ công của mình là đã tốt rồi, phải không? Rồi bây giờ mình kia theo cái kỹ thuật của người ta nữa thì mình phối hợp hai cái đó, mình phát triển rất tốt. Thì đã sẵn nói cái vụ công nghệ thì anh nói luôn, cái thằng Khoa Khấm nó nói cái vụ mà cái xe thì anh nói là hôm lúc trước là ông Dượng là ở cái tiểu bang Baden-Württemberg nè, thì ổng đưa một lớp qua là cái đó của tụi IHK là chuyên môn về dạy nghề bên này á, thì nó tổ chức một cái lớp học để mà huấn luyện là coi như là học nghề, là chính đúng là học nghề á, về cơ khí á, cho cái nhóm người đó để mà về Việt Nam là phục vụ cho hãng VinFast, cho VinFast, VinFast đưa qua học nghề đàng hoàng. Mà anh nói cái hệ thống học nghề ở Đức này rất tốt. Cái thằng Khoa Cấm thật sự nó chả biết gì hết, nó chỉ nói trên trời dưới đất, nó thằng đó nó không biết gì, phải không? Rồi còn gì nữa không, có ai lên không? Dạ không, cũng ớt. Cảm ơn anh. Chúc anh cuối tuần vui vẻ nha. Rồi có gì nhớ nha, anh dặn nha, mai mốt thí dụ như trường hợp cho anh ở trong hãng, nhiều khi thí dụ như ghiền quá vô nghe thì anh vô anh chỉ bấm vô thôi, anh không có chào mọi người được, cũng như anh đang trong hãng làm không thì nghe thôi, đừng có thấy mà chào nó ủa sao mày nói cho mình chào nó không chào lên này kia cái nọ thì thấy cũng hơi kỳ, phải không? Rồi vậy thôi, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha. Không anh, chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ luôn nha. Đó. Rồi. Vì mình biết một số không nhỏ đi nước ngoài rồi sau đó phải ân hận gì không tìm hiểu được. Dạ cũng có trường hợp đó anh Bằng Vũ, có nghĩa là họ đi theo công ty, mà công ty thì có thể là công ty nó không tìm hiểu đối tác kỹ ở bên nước ngoài như thế nào, thì họ chỉ đăng ký rồi từ công ty đó, có nghĩa là từ công ty môi giới, gọi là công ty môi giới liên kết với lại cái công ty bên, ví dụ chẳng hạn đi qua bên Nhật đi, thì họ không tìm hiểu được đối tác đó như thế nào thì họ chỉ đem người qua đó thôi, cuối cùng qua bển là gặp phải một công ty môi giới nữa, nên cuối cùng giống như đem con bỏ vợ. Cái trường hợp đó rất có, cũng có anh. Rồi ví dụ công ty môi giới ở đây họ làm được khoảng tầm một năm họ đóng cửa, thì gần như những người đó là những người đó không có trách nhiệm với lại cái những cái người lao động mà đã đăng ký từ công ty họ đưa đi, thì qua bên kia cuối cùng ví dụ những người đó người ta làm lụng bên kia thì cuối cùng là người ta lao động tốt thì người ta sẽ được. Còn những người đôi lúc qua bển cảm thấy một thời gian người ta trốn đi qua làm một cái hãng khác thì tự động họ trở thành lao động chui. Đó vậy thôi, nó rất nhiều trường hợp cũng có như anh nói. Dạ cảm ơn anh Bằng Vũ, chúc anh Bằng Vũ ngày mới vui vẻ nha. Dạ cảm ơn chú Nguyễn Loan. Bye bye các anh chị, chúc các anh chị ở Việt Nam một đêm thật ngon giấc. Xin chào, hẹn gặp lại. Ngày mai nếu mà không gì thay đổi thì có thể là em sẽ like, em hát. Còn nếu mà em ấy thì thôi, chào các anh chị nha.